Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Vân. Rất cảm ơn quý thính giả thời gian qua đã luôn ủng hộ cho kênh đọc truyện của Vân. Quý thính giả thân mến, tiểu thuyết Những cảnh khốn nạn của nhà văn Nguyễn Công Hoan được viết thời gian ông dạy học ở Lào Cai, được xuất bản vào năm 1932. Tiểu thuyết có hai tập, tập 1 mang tên Tay trắng trắng tay, tập 2 là Chiếc nhẫn vàng, tuy nhiên chưa được tìm thấy. Hôm nay, Vân xin giới thiệu đến quý thính giả tập 1 mang tên Tay trắng trắng tay của tiểu thuyết Những cảnh khốn nạn. Mời quý thính giả cùng đón nghe. Chương 1. Sòng bạc. Các ông các bà ai đã ở qua Lào Cai hồi năm 1929 trở về trước, hẳn cũng đồng ý với tác giả công nhận rằng Phố Tèo tuy vậy mà vui. Thật đấy, phố ấy vui lắm, nhất là buổi tối, lại càng náo nhiệt. Trước sạp tuồng tàu, người đứng đông lố nhố, đủ cả các hạng, từ ông cho trí thằng, có khi qua lại, phải chen lách nhau mới đi được. Khổ nhất là anh xe nào phải kéo qua đó, vì muốn đỡ bận việc của ông cầm, hẳn chân tay phải làm việc gấp đôi, miệng mắt không được nhàn, đến cái tai cũng không dám để ý đến cái giọng du dương của tiếng đàn tiếng hát. Những người đứng trước sạp tuồng Không ai chú ý xem hát cả Họ chỉ túm tụm nhau để nói chuyện ầm ầm Vì sạp tuồng này là của dòng bạc mở ra cho người xem không Các ngài thử lắng tai nghe xem Họ nói những gì Thưa toàn là chuyện được thua đen đỏ cả Mấy anh xe Đứng chéo kheo Rơi trọng càng lên trời Nào là tối hôm qua đằng này được hai đồng Đằng này thua ba đồng Mấy bác lao động quần áo xanh Quốc lê lộp cộp Cũng rằng Tối nay quyết gỡ cái hai chục hôm qua, mấy nhà buôn bán, mấy ông tổng sự các sở cũng rằng, cái thằng khách đầu hạt mít sóc khó đánh, hôm nọ moa được trăm rưỡi mà hôm qua đã nướng mất trăm hai. Ấy thưa các ngài, họ nói chuyện thế thì còn thú vị gì nữa. Xin mời các ngài quá bộ vào hẳn trong sòng bạc mà xem, chỉ cách đây độ hai mươi bước. Xin các ngài chú ý đến cái người thiếu niên, thon thon, cao cao, đang lưỡng thững chống cái ba tong bằng song đi ở đằng kia, chính người mà tác giả sắp kể chuyện đó. Người thiếu niên ấy chạc độ 25-26 tuổi, dựa cái mặt xương xương, ai trông thấy cũng phải chú ý là cái đống mũi mọc gỗ cao lên, sùi sùi mà đo đỏ. Cái mũi ấy tò mò quá, lúc nào cũng hình như cô ngó xuống mồm. Xem nếu có cười thì nó được ngắm hai cái răng cửa khảnh vậy. Nhưng số cái mũi ấy cũng đen, chẳng may thác sinh vào ông chủ này thì không được thỏa hy vọng bao giờ vì cái miệng không cười mấy khi, có mở ra là chỉ dùng để gắt gỏng hoặc cãi nhau mà thôi. Mà chính lúc cái miệng mở rộng hai cánh cửa ra để gắt gỏng hay cãi nhau, thì mũi ta cũng không nước gì, vì hai con mắt tí hí nó quắc lại. Và cái chán răn lại ở trên, nó lôi anh mũi ta phải kéo ngược lên một tí. Thấy cái mũi ngộ nghĩnh, ấy thì tác giả gọi là mũi tò mò. Nhưng chắc các ngài bẻ ngay rằng là cái mũi giò mồm, tướng người nghèo vậy. Quả thế, thiếu niên mặc áo xa tây trơn, mạng nhiều chỗ, nhưng đến cái khuỷu tay thì sơ xác hẳn, không thể mạng vào đâu được. Cho nên nó chơi khoam, hợp tác với anh bạn đồng nghiệp là khuỷu tay áo trắng, để về hùa với nhau, bêu lòi cái tay áo cọc cháo lòng của chủ ra. Tóc thiếu niên trồn lấp cả hai tay, vậy mà lại đổi cái mũ xạ dạ hói. Cơ chừng lâu ngày, cho nên cái mũ ấy bị phong trần, đầy đọa mà nhẵn cả tuyết. Thiếu niên giận một đôi, Âu là tác giả ấy chịu mang tiếng là nói khoác để đánh bạo gọi là đôi giày cho nó hợp tên cũ của nó vậy. Đôi giày ấy trước là kiểu gia định nhưng nay không biết nó thành kiểu gì vì lúc nào nó cũng há nửa mõm ra. Trông như cái bị thùng khiến cho thiếu niên mỗi lần giận nó là một lần nhiệt thành với thể dục. Nghĩa là phải lấy hết gân mà quặp năm đầu ngón chân lại thì lê mới được chặt chẽ. Tác giả không biết tướng nhưng cũng có thể đoán được là hẳn đôi giày này số nghèo vì lúc nào cũng đói cơm Thiếu niên đi thủng thình đến trước cửa xong Thì vừa nghe thấy một hồi trống cái Trống đánh Báo cho mọi người biết là mở đố chữ Lúc ấy Các người ở dạp tuồng kéo nhau ổ cả lại Để nhìn lên trên khung cửa xem họ mở ra chữ gì Cuộn vải đen kéo ra Người thì thở dài Người thì vỗ tay Như học trò xem bảng thi Thật là một cảnh náo nhiệt Bỗng có người vỗ vào vai thiếu niên hỏi rằng Thế nào? Sử ký gồ có chúng không? Nào có đánh đâu mà chúng Chưa hôm nay lúc ở sở về Tôi thoạt gặp con chó chết Đã toàn đánh chữ phúc tôn Nhưng lại còn rột xe Vì tôi sợ như lần trước Buổi sáng mình đánh chữ nhật sơn thì không trúng Mà buổi tối thì mở ngay nhật sơn Rõ khỉ quá Mộng với mị Thật là anh chó chết Thưa các ngài Ký gồ là tên thiếu niên vậy Gồ là biệt hiệu của thiếu niên Vì thầy ký gồ mũi anh em bạn đặt tên riêng cho thế, mà người ngoài cũng gọi quen như thế. Cho nên ai thấy ký gồ cũng hiểu ngay là thiếu niên. Tác giả cũng chẳng cần giới thiệu tên thật thiếu niên là gì. E mách lòng người trùng danh hiệu. Thiếu niên nghe quen tai cũng không lấy làm xấu gì nữa. Thật vậy, giả sử ai có nịnh mà gọi là tiên sinh mũi cao thượng, thì bất quá giá trị cái mũi cũng chỉ có ngần ấy thôi. Thầy ký gồ bước lên thềm, mấy chị hàng nước tranh chỉ trỏ thì thảo với nhau. Này, hình như đã ngót 10 hôm nay, chúng ta không trông thấy mặt thầy ký gồ ở sòng đấy nhỉ? Có lẽ thầy ấy đánh ở sòng cốc lếu hay trấn phòng chăng? Hay là bà đầm thi giữ thầy ở dương? Chị đừng nói láo, tôi vẫn gặp thầy ấy đi làm mà. Thôi phải rồi, chị có nhớ tối hôm nọ, thầy ấy thua, suýt nữa choảng nhau, hai cái cốc của chị tí nữa vỡ oan không? À, hôm ấy thầy ấy thua hết tiền. Hôm ấy thầy ấy thua hết tiền, Nghe đầu vừa lĩnh lương về Có bao nhiêu cũng cả vào đấy Có lẽ vì thế mà lâu nay vắng mặt Cờ bạc đỏ đen Biết thế nào Chả có tối chỉ độ hơn một giờ Mà thầy ấy được xăm 700 là gì Như vậy Thầy ký gồ thật là một tay con bạc Trước đánh ở sòng lào cai này Cứ xem cách ăn mặc tồi tàu của thầy Cái dáng điệu bơ phờ của thầy Đủ biết là một tay lão tướng Đã từng phen bị đàn ở nơi chiến địa kim tiền này Mà mấy hôm nay đã dùng nhiều tâm trí chủ ý định bày một thế trận mới vậy. Thầy ký vào trong nhà, đi rẽ sang tay trái, ngó qua bàn phán thán. Thầy không thích phán thán, nhưng vì máu mê nên cũng liếc mắt qua một tí cho đủ lệ làng chơi. Chính thì thầy chỉ mặn đánh sóc đĩa, cho nên rời thầy đi ngay vào mé trong. Vừa đi vừa nhìn qua các con bạc một lượt, mặt các con bà cũng không khác gì mặt thầy ta. Lố nhố kẻ ngồi người đứng, chung quanh cái bàn chữ nhật, thấp mà dài dằng dặc. Anh thì má lõm mắt quầng, anh thì môi thâm da sạm, một ngọn đèn điện treo trong cùng, mấy cây đèn dầu bám vào vách, chiếu vào mặt các con bạc, thành ra người thì vàng bùng, người thì xanh lướt, cái quả tây tàng, bày cựu kịt, hai bức tường cũ vôi đã vàng, trông thật là xứng đôi vừa lứa với những cái mặt bùng da trì kia vậy. Ta vào đây, trong bụng những hy vọng lúc xa thì sẽ được giường cao chiếu sạch, quần nọ áo kia, mà biết đâu là cái kết cục của sự hy vọng của ta đã vẽ nên một bức tranh khốn nạn treo trước mắt thế thì chẳng hóa ra ngốc lắm du cái ngốc này là cái ngốc chung của người đời ham sự sống cuộc đời ngẫm kỹ mà xem có khác chi cái tấn kịch hiện ra trước mắt ta bây giờ không cái tấn kịch đời người thì ông tạo hóa bẩy ra rất ác nghiệt mà cái tấn kịch đánh bạc thì ông chủ sòng mở ra cũng chẳng nhân đức gì hai cái tấn kịch ấy đem mà đối chiếu với nhau có khác nhau chút nào đâu. Ta ở ngoài sòng thì chưa có sự vui buồn gì cả, cũng như khi ta chưa đẻ ra thì chưa biết cái sướng khổ là gì. Bước chân vào mà đánh thì chưa tràn những hy vọng giàu sang. Ta vào trong cái buồng này, ngắm qua những cái mặt kia, có ai là vui vẻ. Người được thì mong được thêm, người thua thì mong gỡ lại. Rút cuộc lúc tan, chỉ giặt thấy nhăn nhó. Thế thì mỗi người đánh bạc là một cái hình ảnh của một thời gian trong cuộc đời bởi vì ở đời toàn sự đau đớn. Sản hoặc trong đám nhăn nhó đó có vài người được tươi cười, nghĩa là ở đời được vài phen sung sướng. Nhưng lúc về già, phần nhiều ai cũng một cảnh ngộ. Ở đời biết khổ mà vẫn phải sống, sống để lo cho thoát khổ. Muốn thoát khổ mà đến phải lo, lo rồi mà vẫn phải khổ, vô vị đê tiện đến cuộc đời là cùng. Đánh bạc đã khốn nạn, mà còn nhiều người dám quay mồm ra mà phân nhiều hạng đánh bạc tổ tôm thì quân tử nhã nhặn sóc địa ích xì thì là bóc lột nhau thế nhưng ta tưởng cái tư cách anh đánh bạc như nhau hết mà đã đánh để được thua nhau bằng tiền thì toàn là quân ăn cáp cả thằng ăn cáp này chê thằng ăn cáp kia thì thà rằng bịt mũi ăn sơ người ta còn thương được không bằng lũ trẻ chăn trâu ngồi gốc đa đánh tam cúc tẹt mũi còn cao thượng hơn ta lại nghĩ đến mình ta ý ta định mang đi rõ nhiều tiền mà chỉ có đánh một mặt nếu được cái đầu thì lại đánh Đánh mà còn được thì còn theo Thua cái đầu thì xéo thẳng Xong nếu đánh cái đầu mà thua ngay Thì cái thứ hai đánh lên gấp hai Nếu lại thua nữa Thì đánh lên gấp hai nữa Không bao giờ tiếng bạc rền mãi Tật có nước hồi lùng Thì số tiền thua Một tiếng có thể gỡ được gần đủ Đánh như thế thì chỉ có phần được hoặc hòa thôi Khốn nỗi Nếu bao sự hành vi mà được như ý mình định cả Thì còn ai oán trách ông xanh lừa lọc bởi vì ở đời còn có những hoàn cảnh, có những cảnh ngộ, có những hy vọng, nó dối, nó hại người ta kia. Bởi vậy nghĩ thì khôn, mà làm thì dại. Cho nên sòng bạc mới thu nổi mỗi tháng giam sáu nghìn bạc hồ. Kìa, ta hãy trông một lượt các con bạc mà xem. Mặt mũi, quần áo, có khác gì lũ quỷ hiện hình ra trên bãi tha ma không? Bề ngoài đã không có hình người, mà bề trong lại là xúc vật. Họ vào đây để bóc lột nhau, họ có nói chuyện gì với nhau đâu. Hai mắt họ còn chăm chăm xuống cái chiếu tiền. Mỗi lần mở bát, tức là đổi một cảnh đắc ý hoặc thất vọng vậy. Cái xã hội toàn người đồng chí, cùng theo đuổi một mục đích là trục lợi, mà chính thì toàn là cửu địch. Tà nghiệm trong đám tổ tôm thường thấy ai được lúc ủ luôn, thì bị cả làng ghét, sâu súng nhau lại, nào ăn kim, nào phỗng bừa để làm hại. Nhưng sau, nếu rồi chính người ấy bị vào hồi đen, thì lại đồng minh ngay với bọn đen khác mà đánh đổ nhà đỏ mới vậy thì nguy hiểm thay là cái vận đỏ độc ác thay là cái lòng người họ ghét gì họ ghét cái đỏ họ ghét vì cùng góp tiền đều nhau mà tự nhiên vô cớ cứ, cứ một mình mình lấy mãi cái cuộc tranh nhau ăn này chả cứ gì các con bạc là hạng người có cái óc hèn mạt ngay như các nước khác cũng mắc phải cái thói xấu xa ấy sở dĩ còn những chuyện đánh nhau lở đất long trời máu sông sương núi chẳng qua chỉ tại một nước ù nhiều quá mà thôi. Vậy suy cuộc tổ tôm, còn nước nào còn mong xoay bài, gõ cố lấy cái tôm cái lèo, cái thập hồng, bạch định nữa hay thôi. Tôi không đánh bạc cùng anh, thì đôi ta là bạn thiết. Sau lúc chia bài thì anh cùng tôi, đôi ta cùng liệu hồn. Nhưng sau cuộc đỏ đen, thì tình bè bạn lại khăng khít như cũ. Nực cười chưa? Vậy ra đồng tiền mà có thế lực, thì trách chi ai cạm cụi đêm ngày mải nanh rũa vuốt lúc túi ta đã nhắn nhụi như chùi lùi thủi bước ra có gặp anh chủ xong thì anh ta cũng hỏi thăm được thua nó buồn mồm thì nó hỏi chơi chứ nó thương gì mình nó thương mình thì nó đã khuyên mình đừng đánh nó hỏi thăm tức là nó chửi bóng ta đó nghĩa là nó bảo mày còn ngắc ngoài thì mai mày sẽ chết thực bây giờ ta vào làm gì đây để nhìn mặt các con bạc tức là nhìn những cột nhà sắp đổ hay là để hối lại cái cảnh huống của gia đình ta vì ta đã quá dại dột mà gây nên. Thầy ký gỗ vừa nghĩ vừa nặn dâu ở cảm như thế, thì chật anh khách sóc cái dao to. Bán lê 70 tông, bán lê 60 tông, Mải tán lộc dập mãn. Anh hồ lì ra công quảng tiền trả con bạc, hoặc kẻm vào giữa cho hai bên chẵn lẻ cân nhau, mà con bạc thì cứ ấn chặt lấy tiền mình để giữ lại. Anh sóc cái lại dao ẩm lên, thì bỗng trên gác có tiếng gọi. Hối bị sướng cấu man man mấy trăm con mắt ngước cả lên trên gác xem thì thấy cái thúng con ròng ròng từ trên xuống đựng đầy những bạc tủ xóm tiếng xì xào ầm ầm chắc mua lẻ thế nào cũng được ai đánh chẵn ở trên gác thế ông ký học đấy chính ông mua cái lẻ này đấy cái bát mở ra chẵn thầy ký gồ nhìn hai đồng tiền ngựa sáng lòe mà mướt mồ hôi ừ giá ai liều mà không có tiền cũng cứ mở bát thì có lẽ cũng được ở đời chỉ có những thằng vừa liều vừa gan Mới chóng bốc lên dầu to Xưa nay những thằng tay trắng Mà nên thiên ức vạn tài Phần nhiều là những thằng có thể bị tai nghe chửi được cả Bên tai xôn xao tiếng người bàn tán bạc dễ đánh quá Còn chẵn Nhà cái úp bát vào rồi sóc Dùng thạo như hồi chuông báo sân khấu sắp kéo màn Ký gỗ chú ý vào chiếu bạc Hai bên cần nhau cái bát mở ra Ngửa tư Nhà cái gãi cái đầu nhắn thín nhìn những con bạc một lượt như cũng có ý chia vui. Cái thúng lại dòng từ trên gác xuống để tải một cuộn bạc giấy lên. Thầy ký gồ không lấy lại xem mà Không mang tiền đi. Người khác nói Thưa quan, giá quan đắt hai tiếng vừa rồi thì được khối tiền. Quan ký học ở trên gác đắt mấy tiếng trúng tệ được dễ ngót hai trăm rồi đấy. Thực là cờ bạc hay đãi tay mới. Xưa này ông ấy có biết đánh gì đâu. Thầy ký gồ liếc mắt vào chỗ vỉa bài, thầy mới có hai cái chắn, mà bên tai, ai cũng đoán còn những hai cái nữa mới xoay sang lẻ. Đã không muốn đánh bạc thì đừng bén mảng đến sòng, chứ mà vào sòng thì ngốt lên vẻ bạc. Tiếng rung tiền còn rục rã lòng người hơn tiếng càn gọi quân. Cho nên thầy ký gồ móc túi, thả ngay ra đồng bạc cho đầu vào đội cảm tử. Thầy đánh chẵn. Cả nhà cơ nghiệp ta chỉ còn có hai đồng, mà mai phải đi sớm, hành lý ít xa mất hàng chục không dạy hóa thì làm thế nào ừ ta nghĩ như lúc nãy thì phải thực nhưng cái khó bó cái khôn cái cảnh ngộ nó ép mình thì sao đồng bạc nằm ép mình xuống chiếu nhưng quạt tây đưa đi đưa lại nó cứ rình nhảy phát lên chẳng biết điểm hay hay điểm gở thầy ký gồ bèn lấy hòn sỏi chặn lên cho đỡ lo bao nhiêu hy vọng đều ẩn núp trong đồng bạc mong manh ấy nó sẽ làm thành ra hai Xa bốn, rồi sinh ra con ra cháu đầy đàn, kéo cả nhau chui vào làm cho toác ví thầy ra. Bỗng một tiếng làm cho thầy giật nảy mình. Lẹ Thôi, thế là thầy thua. cờ bạc, quả là có ma nó dỗ người ta thực. Mặt thầy ký gồ tái như gà cắt tiết, đứng im như tượng gỗ. Vì trong trí biết bao nhiêu lâu đài, chạy ấp, biết bao nhiêu tủ bạc, ô tô, nó huỳnh huỳnh, nó kéo nhau chạy hết. Trong túi thầy còn đồng bạc Chẳng hay đồng bạc này nó sẽ có nghĩa Mà kiếm thêm trăm nghìn vạn bạc cho chủ Rồi cùng nhau quân lại cho chủ Những lâu đài trại ấp Kéo lại cho chủ những tủ bạc ô tô Hay là nó cũng bạc bẽo nốt Mà ly dị cái ví rỗng tuếch của thầy Mà tách vào nhà anh giàu khác Cho nên thầy chỉ dám nghe bạc Mà không dám đánh Nhưng cái nào thầy cũng đặt miệng để thử Tác giả tưởng cứ đánh miệng Thế mà hơn đó Thua cũng không đến nỗi khuynh ra bại sản được cũng không mất tiền hồ Đỡ phải đựng bạc sách túi Và lại cao thượng hơn hết Là lấy cái trí tưởng tượng Để dẹp yên giả ước mong Dù có hỏng cũng không hại đến tinh thần mấy Thầy ký gỗ đánh mồm như thế Thì được rèn luôn 6 tiếng Đến tiếng thứ bảy Thầy đoán trẻ hoe ra là lẻ Mắt như đã trông suốt qua bát thấy ba đồng ngửa sáng quắc dưới ngọn đèn Thầy liền móc túi lấy tiền ra đánh Lẻ đứt đuôi Nhưng mà bỏ đồng bạc cuối cùng ra chiếu thầy cũng run 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 vì nếu thua thì sao thua thì chết chứ sao cái bãi tha ma chôn người sống là ở đây thế cái nghĩa địa chôn ta chết thì là đâu ta nên định trước mới được đồng bạc này mất thì ta cũng chết theo ừ chết ta có sợ cái chết đâu ai chả phải chết mà đối với kẻ tuyệt vọng cái chết lại là một vị thuốc hay nhưng chết cách gì thuốc viện giấm thanh à tiền đâu mà mua. Thắt cổ à? Vợ ta không có tiền mà chôn ta. Thôi, nhờ dòng sông nhị hà vậy. Bạc hai bên chưa cân nhau, tiếng giao bán rầm rầm, bên lẻ nặng hơn trăm. Năm phút lại mười phút, thầy ký gồ chưa biết cái kết liễu của đời mình ra sao. Một lúc lâu, anh khách kêu to. Hối! Tay anh ta thò vào bát, mấy trăm con người đứng im phăng phắc như trực để truy điệu món tiền thua mắt dương to nhìn theo. Mà hai con mắt thầy gồ cũng chẳng thua gì hai lỗ đáo. Thầy sắp tay ra để thu tiền, chống ngực thòm thòm, mạnh hơn chống trận. Bát mở ra, sắp hai. Thôi, thế thực là tuyệt vọng. Chương 2 Tuyệt vọng Cái tư tưởng chán đời nảy ra từ mấy hôm nay, bây giờ lại cộng thêm với cái tuyệt vọng. Thành ra thầy ký gồ muốn đi tự tử, Thầy ta lững thững cúi đầu đi Mắt không còn trông thấy gì Tai không còn nghe thấy gì Tay đụng phải người cũng không cần để ý xem là ai nữa Mà thực Mắt thầy chỉ hình dung nước sông Nhị Hà chảy cuồn cuộn Tai thầy chỉ tưởng tượng sóng sông Nhị Hà kêu ầm ầm Mà ở đáy sông Ông thần chết và ông Hà bá đương chờ thầy Đường vẫy thầy mau mau đi tới Đường công danh Tuy khúc khuỷu Nhưng đi còn ham hở Chứ đường đến nơi tự tử tuy thành thang nhưng bước vẫn rụt rè cho nên ai đến cái phút sau cùng cũng tiếc đời thương kiếp thầy ký gỗ đi đến trước cửa nhà dây thép thì có người chạy lại đưa cho bức thư cái thư đóng dấu kiến an và trong chữ đề ngoài thầy cũng biết ngay là thư của ông cụ nhà thầy vậy trong cặp mắt lờ đờ bỗng nảy ra một tia sáng nhợt trên làn môi xám hoẹt còn nở được một nụ hoa tàn thể nguyên mấy hôm trước Thầy có xin cụ ông ở nhà gửi tiền lên Kẻo ở nơi đất khách quê người này Lúc gạo đong chịu không đắt Tiền vay lãi không xong Thì chẳng còn bấu bíu vào đâu được Cái thư của thầy kể lẻ rất xài nỗi thảm thiết Thì chắc ông cụ xuôi tai mà cho tiền Cái phong bì này còn bọc cái hy vọng chắc chắn Bằng mấy mươi đồng bạc trong sòng khi nãy Mà đối với thầy Còn có cái sự nghiệp to nữa Là cứu được đời thầy Thầy bóc thư mà run Chống ngực đánh thòm thòm ghé ra chỗ sáng đèn để đọc than ôi một người tuyệt vọng đến thế nào cũng không dám ghét hy vọng mà dù có biết trước là cái hy vọng không hứa thực với ta bao giờ người hấp hối lúc thở hát ra còn chân chân con mắt cố mở to để nhìn xem mình đã chết thực hay chưa cho nên bao giờ hy vọng cũng chỉ khinh ta là trẻ nhãi dễ mắc lừa một vài khi ta được thấy thỏa nguyện mà đã vội vui cười tức là ta vui cười hồ ông tạo hóa đắc chí đã bày được một trò dối lừa ta. Bởi vì ông ấy đặt ra tấn kịch đó, để soạn thêm một cảnh thất vọng to hơn, nó sẽ theo đuôi cái thỏa nguyện ấy. Bởi vậy, lửa hy vọng của thầy ký gồ cũng chỉ sáng có vài ba phút đồng hồ rồi tắt ngóm. Trong thư, chẳng có cái măng đa nào cả, chỉ thấy một tờ giấy viết quốc ngữ như sau này. Cái thư của mày gửi về xin tiền thầy, mày viết chẳng thấy ngượng tay sao? Mày đi làm, mỗi tháng được ngót năm chục bạc lương, thầy đã chẳng ăn bám vào đó thì thôi trừ nay mày lại còn định nã tiền thầy nữa ư ba bốn cái nhà gạch trên tỉnh một tay mày phá hết cả để cúng ông thần cờ bạc thầy đã không thèm nói đến thì thôi chứ mày lại còn kể lể sự khổ sở cho thầy nghe mà làm gì mày tưởng mày kể ra thì thầy nguôi bụng ghét mà thương chăng nhưng con ơi mày chẳng thương thầy đầu bạc dao mồi từ trước thì thầy cũng hết thương mày đắng cay chìm nổi từ lâu bây giờ mày phải đổi đi chỗ khác Tiền hành lý không có mà ăn đường Thì thầy chỉ thương đến con vợ mày Vì mày mà phải long đong vất vả Ở trên ấy Cả nhà mày có hai vợ chồng Mà nay cãi cọ nhau Mai chửi đánh nhau Sao mày nghĩ không biết xấu hổ với vợ mày Mày thử trông vợ mày Khi còn là con gái thì sung sướng biết bao Mà từ khi lấy mày thì tiểu tụy bêu sách Nếu nó không chịu nhịn Nếu nó không phải con nhà có giáo dục tốt Thì ở vào cái thời buổi mới này nó đã nghe chị nghe em mà bỏ mày từ đời nào rồi đấy thầy thấy nó có đức mà kính mà thương nó chứ những hạng vô lương tâm vô liêm sỉ vũ phu như mày thì đợi đấy để chờ giọt nước mắt của thầy thế mà mày vẫn áp chế nó mấy tháng nay nó có mang mà mày cũng không tha đánh đập nó khốn nạn thân nó nó chỉ dám viết thư về cho bố chồng mà đối với chồng không dám hé răng nửa lời cãi lại mày thua bạc mà về nhà đánh vợ chửi vợ thì thử nghĩ còn có nghĩa lý gì không? Thôi, tao không thể nói được nữa. Tao không có mày nữa. Tiền hành lý mày kiếm đâu được thì kiếm. Tao không có mà gửi lên. Mày chết đi cho rồi. Ký gồ đọc xong thư, mồ hôi chán chảy ra như tắm, gập thư lại đút túi. Lúc ta sắp chết, lại còn được nghe mấy lời mắng đích đáng của cha ta. Thật là những giọng chửi rủa của ông thần lương tâm vậy. Ừ, mà cha ta đã hết thương ta từ lâu vợ ta cũng chán ghét ta từ lâu ta chết thì còn ai tiếc nữa ta chết thì cha ta vợ ta được thoát nợ ta chết cũng được thỏa lòng kìa ngổn ngang bên cạnh đường những hoành phi cột đá này sừng sững bên sông cái gương dâu bể còn như bày ra trước mắt mấy ai qua biết mà ngậm ngùi cho ai huống là một mảnh thân ta hồn tàn xác võ Sống đã không ích mà gieo vạ cho gia đình Thì dù có chết cũng không còn ai nhớ tới Cái vầng trăng lờ mờ lẩn trong đám mây đen Cái làn gió hưu hưu chạy qua tầng lá biếc Mấy bóng đèn điện lửng lơ đo đỏ Mấy cây xoan tây bên đường lù lù Than ôi, cảnh thảm dục về nơi chín suối Đục trong cũng thể kiếp người Lòng sầu xui phá cuộc trăm năm Xài ngắn đành xong cuộc thế Cầu sang cốc lếu đen đen Sông sâu thăm thẳm cửu tuyển là đâu. Các nhà luân lý khi trông thấy một người tự tử thì vội chạy đến, kéo vạt áo mà gắt rằng. Chớ, chớ, các anh trốn nọ đời, anh ngu lắm, anh hèn lắm. Các ngài giảng rằng, ví trong cái đồn kia có hai người lính canh, giặc kéo tới, một người ở lại chống cự, còn một người chạy mất. Thế thì người nào can đảm, người nào hèn. Anh không dám chống cự với những cái ác cảnh ở đời, mà anh phải tự tử là anh hèn tác giả chưa từng tự tử bao giờ để cãi lại các nhà luân lý mà giá có tự tử rồi thì còn cãi cái gì nhưng tiếc rằng bao giờ các ngài cũng vẫn kéo áo hụt bởi vậy mà còn được nó hoài cho nên thuyết lý với người chết rồi thì không bao giờ thua cả các nhà tâm lý thì hẳn nghĩ khác ông với tôi mỗi người một cảnh ngộ một tâm lý khác nhau ai cũng có lẽ phải của người ấy mà cái lẽ phải lấy gì làm chuẩn đích không thể lấy cái ý riêng của một mình mà bắt cả xã hội phải theo cũng không thể lấy cái ý chung của xã hội bắt mình phải làm được vì ai biết ai hay mà như thế là nuôi cái tính nô lệ cho người khác anh lính kia có lẽ giàu lòng tự ái quá mà phải trốn nếu không chuẩn sớm thì vô phúc đò một tiếng là bỏ đời tôi không khuyên ông nên tự tử mà tôi cũng không ngăn ông tự tử vì tôi không phải là ông còn như tác giả có gặp ai tự tử Thì tác giả cũng chạy nhanh Nắm lấy vạt áo mà bảo rằng Khoan, khoan Ông định tự tử thật hay là vợ Cô dọa mẹ đi xoay du tiêu Nếu thực thì hẳn cái đời ông có nhiều nỗi đáng cay Thì may cho tôi quá Ông hãy làm ơn kể cho tôi nghe xong rồi hãy tự tử Để tôi kiếm tài liệu viết tiểu thuyết kẻo hoài Thầy ký gồ lững thững đến giữa cầu Lúc ấy độ khoảng 8 giờ rưỡi Người qua lại đang đông rầm rập chẳng lúc nào ngơi Nên không thể nào nhảy tùm xuống sông cho xong được Thật là đến lúc chết còn bị quấy bị ám Thầy đứng nép vào bao lơn cầu Hết nhìn xuống nước lại ngắm đằng xa Những ngọn đèn điện bên lao cây Bên cốc lếu Bên chấn phòng đo đỏ Lập lòe như đom đóm quãng đồng không Những tia lửa đèn điện bấm của khách qua đường Hình như ma chơi ngoài nghĩa địa Ấy Cái cảnh vật đối với mỗi người mỗi khác Cho nên Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ Ký gỗ đứng thử ra đến 20 phút Thì bỗng giật mình Vì có người vỗ mạnh vào vai Và lòe đèn bấm vào giữa mặt Trói hoa cả mắt Chẳng trông ra ai cả Đứng làm gì đây? Định tự tử đấy à? Ký gỗ chưa rõ rằng ai Nhưng nghe câu hỏi chúng tâm lý mình Thì trột dạ Nhưng sau cũng hiểu là câu hỏi đùa Của người quen đó mà thôi Tưởng là ai? Hóa lại là thầy ký học cùng là một sở với thầy Gồ, tức là người ban nãy ở sòng bạc được vài trăm mà độc giả đã hơi biết đó. Nay muốn biết rõ thầy ký học, tác giả hãy xin bỏ mặc thầy ký Gồ đứng đó một mình một lát vậy. Thầy ký học khổ người cũng thon thon như thầy Gồ, tầm người cũng cao cao như thầy Gồ. Giá trông đằng sau lưng hai người ở chỗ tối thì khó phân biệt, nhưng nếu nhắc trông lại cái mặt thì ai cũng đoán được tính hai người. Thầy ký gồ thì quỷ quyệt ba que, Thầy ký học thì không quảng đâu cho hết cái ngốc Mà nhất là về vấn đề gái Thì cái ngốc của thầy học lại càng không thể nào che giấu đi được Cho nên ở sở Khi nào rỗi việc mà ông xếp đi vắng Thầy ấy tán chuyện gái Thì anh em phải một bữa cười soạc mép Thế nhưng tùy ngốc Mà thầy được cái có duyên đi chim gái Vì chị nào cũng muốn chim cái ví ỏng bụng của thầy Câu chuyện sau này thầy vừa kể ra hôm nọ Có ý khoe khoang ra dáng ta đây về mặt chim gái cũng mà ra phết Xin thuật ra đây cho vui Ngày tôi mới lên Lao Cai này Tôi chọn tạm giam ba bữa Ở một nhà người bà con buôn bán trong phố Cạnh nhà tôi có một cô con gái Thường ban ngày vẫn bán hàng vài ở chợ Đến tối mới về nhà Cô ấy là cô nào Chắc các bác biết tên cả Lọ là tôi phải nói rõ Cái nhà cô mũi to to Đít cong cong Mà đi lấy dáng ống ả à, ống ẻo ấy mà Các bác phải biết rằng Bọn mình tổng sự ở các tòa các sở anh nào cũng để mắt đến cô ấy Nhưng vì còn sợ mất danh giá ông nọ ông kia Nên đều không dám chim cả Vậy mà tôi chim Thế có tài không? Một buổi chiều sẩm ăn cơm xong Tôi đứng thơ thẩn chơi trên sân gác thượng nhà tôi Chợt nhìn xuống Tôi thấy cô ta đứng ngậm ta một mình Thập thò ở cửa sân nhà cô ấy Được dịp tốt Lại sẵn có bút chì và mảnh giấy con trong túi Tôi thảo ngay mấy câu rõ văn chương Thưa cô, vải của cô đẹp lắm bao nhiêu tiền một thước à tôi yêu lắm cô cho tôi mua hai thước rưỡi tỉnh không các bác cái thư ấy tôi viết kín đáo lắm nhỉ vải là tôi nói bóng đấy vải tức là mặt cô ấy kia thước tức là tôi đấy các bác ạ à? còn chữ rưỡi đây là tôi thêm vào cho nó rắn giỏi câu văn chứ thực ra thì chỉ có một thước hai thước hay là ba thước thôi các bác hiểu chưa cái thư đó tôi không ký tên gì cả Ấy, cái nghề chim gái phải khôn thế mới được. Mình phải tính ngay đến lúc nó nhạt mình. Thì chắc thư tử của mình nếu nó dùng vào việc bẩn thỉu có phải đỡ dây vào tên tuổi mình không? Tôi cậy mảnh vôi ở tường xa cho vào giữa, rồi lấy cái thư gói lại. Tôi ngắm rõ chúng vào trước mặt cô ta, đang hắng một tiếng rõ mạnh. Cô ta ngừng lên nhìn, là tôi giơ thẳng tay, quẳng tọt ngay xuống. Thế quái nào rõ khỉ quá. Ông bố cô ta ở trong nhà vừa ra tới cửa sân, tờ giấy xuống đến nơi. Thành ra rơi bộp ngay vào vai lão ấy. Các bác phải biết tính thằng cha ấy mới được. Như mắm tôm ấy. Bất quá nó có giá trị là vì nó có con gái đến thì mà thôi. Chứ được vẻ gì mà chúng mình gọi nó là cụ thực là quá đáng. Tờ giấy nằm còng queo bên chân cô à. Tôi trông rõ quá mà anh bố không nom thấy. Kể việc cũng nguy cấp nhưng tôi không mất tí can đảm nào. Tôi bèn ngồi thụp xuống để trốn một lúc tôi ngẩng dậy dòm thì thấy cái thư của tôi vẫn nguyên chỗ cũ tôi đàng hắng dồn mấy tiếng có ý bảo cô ấy nhặt mau cái thư mà ném đi chứ không chim thì thôi sao cô ấy đã nỡ phản ngay tôi làm vậy tôi chỉ thấy cô ấy liếc mắt lên nhìn rồi lại làm lơ đi không nhặt. một lúc tôi lại thấy ông bố ở trong nhà đàng hắng hình như sắp lại ra sân ông ấy mà vớ được cái thư thì cả tôi lẫn cô ta cùng giày xa mình thì lo mà nghe như con bé vẫn điểm nhiên có tức không? Tôi liền xé luôn mảnh giấy khác, viết cho cô ấy cái thư thứ hai. Thưa cô, cái thư kia là chính tôi viết để mua vải của cô thật, chứ không dám có ý gì khác. Nếu cô không đọc, thì xin cô làm ơn giả lại tôi vậy. Lần này thì tôi ký tên hẳn hoi và để cả chức tước nữa. Tôi gấp như lần trước rồi lại ném xuống. Thì ra chán quá, còn phải rõ, chồng thấy mình ném thư rõ ràng, mà lần này cái thư lại trúng vào tay nó, mà nó không thèm nhặt, cái thư này lại nằm ngay cạnh cái thư trước. Quả nhiên ông bố ra, tôi lại ngồi thụp xuống, nhưng ló hai con mắt sang thám thính tình hình. Tôi định hễ ông kia mà biết thì tôi ném phát ngay cái thư thứ ba tôi đang viết như sau này. Thưa cụ, cụ bảo cô em bán và ném lên đây cho tôi hai thước rưỡi phải thì tôi cảm ơn cụ lắm lắm, chú cụ buôn bán phát tài. Tôi thấy ông bố lại gần cô ta thì cô ấy sẽ xoạc chân ra, chặn ngay chiếc guốc lên trên hai bức thư. Các bác tính thế tôi có bực mình không? Già nó khinh mình đến thế là cùng. Nó lại dày chân nó lên tên mình. Nó đã khinh mình, tật nó mách bố nó. Vì tôi thấy nó nói gì khẽ lắm, không nghe rõ. Tôi không quẳng cái thư thứ ba kia xuống nữa, nhưng muốn tỏ rõ là bụng mình muốn mua vải thực. Tôi bèn móc túi, lấy cái giấy bạc 5 đồng ra quẳng ngay xuống. Hệ bố con nó có lôi thôi, thì hẳn có chứng cứ hiển nhiên là mình mua vải. Nhưng phen này lại khỉ nữa, tờ giấy bạc vứt vội, gấp không kỹ cho nên tung ra, rồi nó liệng theo gió, bay ra ngoài tường đường phố mất. Lúc đó ông bố vào trong nhà, còn danh con nó lại liếc lên trên mình nó cười. Nó cười sỏ lá, nó chế nhạo mình. Ai mà không hiểu, tôi lộn tiết, tôi liền bỏ đất không chìm nữa. Tôi xin nói nốt chuyện, tôi tiếc tiền liền chạy xuống, thì gặp ngay có người đang nhặt đồng bạc giấy ấy cũng cái duyên giỏi các bác ạ à. người nhặt cái giấy ấy lại là một người con gái mặt mũi kháu khỉnh tôi đòi thì người ấy vừa cười vừa bỏ vào túi thôi quan cho em lấy may ơ ờ, hay cho là thế nào tôi chỉnh cầm bây giờ người ấy nhoẻn mép cười và nói thế mới là cái duyên tự nhiên quan ạ à. tôi hiểu ý mà ở ra cái duyên tự nhiên thực thôi tôi không nói nữa anh em bạn có người nói kháy ấy có phải vì cái duyên tự nhiên ấy nên bây giờ vẫn chưa rút được cái dây ấy phải không mà vì cái duyên ấy cho nên bác đã tẩy chay thịt gà cá chép đến tận bây giờ đấy chăng thế còn cô bé hàng xóm nói làm chi con bé sở khanh ấy nó sỏ mình suýt nguy thì còn chim nó làm gì rồi sau cứ đến chiều nó ăn cơm xong thì nó lại ra đứng ở cửa sân sau Giá không hiểu Thì hẳn tưởng rằng nó cho mình những dịp tốt Để ném thư trêu gạo đấy Nhưng bịp sao nổi cái mặt lau cá này Tôi chỉ đoán là nó định lừa tôi Nó định thông lưng với bố nó Dặn lão già phục ở trong Khi cái thư rơi đánh bộp một cái Là anh bố ủa ra bắt quả tang đấy Xem thế thì ta cũng có thể đoán được rằng Óc thầy ký học chỉ to độ bằng hột đậu xanh Hay hột đậu nành thôi vậy Bởi lẽ ấy Nên thầy ký gồ thấy thầy ký học đến nơi thì tìm ngay câu để đánh lừa. Tôi chở con bé bên cốc lều, nó sắp tới nơi anh tránh xa, kẻo nó trông thấy nó sợ. À, anh đi ăn xương, còn cảnh nào phần cho mỗ với? Xin anh đừng nói nhảm, đi xa tôi ra. Kẻo con bé nó đến thì tôi còn nước gì? Đây kia, nó đến kia kia. Bấy giờ, quả có một người con gái sắp đi tới thực. Thầy học chố mắt lên nhìn còn chưa được rõ. Bèn xòe đèn bấm vào tận mặt cô bé xộp nhỉ thôi để lại cho tớ cho mấy hôm nay tớ phải canh ba đào đi mỏ mà hốc xịt không thấy độ nào mà cái gì cũng khủng hoảng như độ này thôi chịu khó làm cỗ sẵn cho tớ xơi vậy thầy ký gỗ cáu quá giá hăng hái như mọi khi thì chẳng đánh nhau cũng cãi nhau đấy nhưng nay thầy sắp chào đời nên muốn cho mọi việc đều êm đềm nên thầy chỉ cự soàng bạn mà thôi anh bất nhã lắm này Hôm nay moa được bạc, thì moa biếu toa đồng bạc này đi mà hút thuốc viện nhường cho ma con bé này cho. Thầy ký gồ thấy đồng bạc sình xình xinh như cá gặp nước, như rồng gặp mây, nhưng làm thế nào? Nhả ra thì tiếc, mà nuốt vào không trôi. Nhưng thầy gồ nào phải người chậm chí. Thầy tươi nét mặt lại, dỉ tai nói thầm với bạn những gì. Chỉ thấy thầy học tủm tìm cái miệng như nụ hoa đại hàm tiếu, vừa nghe vừa gãi đầu, vừa gãi đầu, đầu vừa gật rồi cười ngạt cười nghẹo và khen bạn rằng thế thì tôi chịu anh là thái anh mất anh không phải dặn kỹ tôi sẽ cầm như hến nói xong thầy học móc túi lấy ra lọ nước hoa đưa cho thầy gồ bồi khắp cả mình mầy đầu tóc sống áo thơm sực cả một góc cầu đến nỗi ai đi qua cũng phải quái cổ lại mà ngửi đoạn mỗi người đi qua một ngả ký học xong bên cốc lều xem tuồng ký gồ về nhà chương 3 Vợ và chồng Một ngọn đèn hoa kỳ con tù mù khói đen cả thông phòng để trên cái bàn khập khiễng. Trung quanh bàn có bốn cái ghế gỗ sơn quang dầu đã lở nhiều chỗ. Bên trong là một cái giường khung tùm hung cái màn nâu vá chẳng vá chịt bằng những mụn đen mụn trắng. Dưới gầm, lúc nào đàn mũi cũng tung hoành kéo nhị, nhảy nhót đuổi nhau. Cạnh giường, một cái nồi và cái niêu úp trên ghế. Trên một cái ghế, một người thiếu phụ ngồi gục mặt xuống bàn. Người ấy là ai? Tức là cô ký gồ vậy. Cô ký gồ. Nói tên thì nhiều người quen, nhưng trông mặt thì nhiều người lạ, vì cô không đi đâu bao giờ. Mỗi ngày, cô chỉ ra ngoài có lúc tờ mở sáng để đi chợ mua đồ ăn. Bởi vậy mà không có ai là bạn. Nhà ấy cũng không bao giờ có khách đến chơi. Nhưng hệ cô trông thấy bóng ai đến với chồng, cô lẩn ngay xuống bếp ngồi một mình cho nên nhiều người khéo tò mò đã đánh cuộc với nhau. Đố ai làm thế nào để được thấy mặt cô ký gồ vậy? Cô ký gồ trông cũng đẹp, chứ không xấu xí đâu. Này cặp mắt nhanh nhẩu mà có tình, cái miệng ra có cười thì cũng tươi phạm, mà khổ người tầm thước, mũm mĩm có vẻ yếu điệu khuê các. Nhưng tiếc thay, cái mắt ấy chẳng để nhìn yêu ai, cái miệng ấy chẳng để cười yêu ai. Thực là phí công của tạo hóa đã khéo nặn nên con người như thế những sự uất ức nỗi chồng con làm cho cô đã lâu năm phải nhăn nhó mặt nên bây giờ hai nét săn trên má như đã thành tật không chữa được lúc nào cũng đánh dấu vào mặt cô cái vết thương oán trời giận đất cả ngày cô chả nói câu nào mà nói chuyện với ai nếu không có những khi cô cãi nhau với chồng thì có lẽ ta tưởng cô ấy câm đấy cô yên phận làm con đỏ con nhài cho chồng nên công việc của cô như có chương trình đạt sẵn sáng dậy sớm cô đun nước sẵn cho chồng dùng. Đun nước xong thì dọn thức lót giả ở trên bàn. Gần đến giờ làm việc thì lay chồng dậy chứ không gọi. Ông chồng uống nước, rửa mặt, ăn xong thì đi làm. Bà cô ở nhà liệu giờ tội cơm buổi trưa. Cơm xong, chồng đã díp mắt buồn ngủ. Ngủ đến lúc gần đến giờ đi làm buổi chiều. Ở sở về thì ông chồng lại vào quàng vài bát cơm. Rồi sẵn nước rửa nước uống đó. Dùng xong lại ngậm tam đi chơi cho đến chừng hơn 12 giờ đêm mới gõ cửa về ngủ. Những khi bổn phận trong bếp đã xong, cô được dỗi sãi, thì cô lại dở quyền phần quốc ngữ ra tập viết cho qua thì giờ. Ấy đã mấy năm nay, chương trình ấy không đổi, mà cô ký gồ sống bằng một cái đời như máy thế đã như quen rồi vậy. Cô ký gồ ngồi đấy, chả nói ta cũng hiểu là không vui vẻ một tí nào. Sở dĩ cô không dở sách ra viết tập là vì bụng dạ không được nhàn rỗi như mọi khi mà cô ngồi một cách âu sầu èo là thoạt trông ta tưởng là một cái thây người chết bày ra đó để dọa ai nhưng ta chỉ còn chắc là người sống vì thỉnh thoảng ta được trông tay cái ngực kia phồng mạnh lên để thở dài hoặc cái tay kia giơ ra để đập mũi ở chân vậy cô đang ngồi như vậy thì ngoài có tiếng gõ cửa cô từ từ ngẩng đầu lên thấy bóng đức lang quân lờ mờ đằng sau cửa kính mà mặt lại xa sầm lúc ấy ở trên gò má hai dòng nước mắt từ từ rủ nhau ra chia buồn cùng cô rồi cô đứng dậy ra sáng nặng nề bất đắc dĩ xa mé cửa vặn cái khóa rồi quay lưng trở vào lại ngồi phịch xuống ghế trong bụng yên trí rằng trông về nhà lúc nào là cái tấn bi kịch bàn trưa sẽ diễn tiếp theo lúc ấy vậy thầy ký gồ khóa cửa xong quẳng cái mũ xuống bàn thở dài một cái rồi ngồi đối diện vợ nét mặt rất buồn bã thất vọng. Lúc ấy không ai nói với nhau một tiếng nào, vì ông chồng đứng dở quạt phành phạch, như có ý đi xa đâu về nực lắm. Mùi nước hoa bay ra thơm sực cả buồn. Đến nỗi cô ký phải ngước mắt lên nhìn lại xem có phải chồng hay không. Kể cũng là một việc quái gở vậy. Mà quái gở thực, hôm nay Đức Lang Quân về sớm, mà từ lúc nãy đến giờ không thấy sinh sự cãi nhau chi cả. Không những thế ông chồng lại còn biết hối mà xin lỗi nữa. Thực là rời đi vắng. Tôi vừa tiếp được thư của thầy. Thầy mắng không cho tiền. Thư đây, mợ đọc mà xem. Thực là tôi đối với mợ bạc bẽo quá. Mợ có mang, mà tôi không biết thương xót. Lại còn dở lối vũ phu mà đấm đá vùi dập. Tôi nghĩ lại việc làm, lấy làm xấu hổ quá. Chồng thấy mợ mà thẹn quá. Thôi, mợ tha thứ cho tôi. Ô hay, Sao mợ lại khóc thế? Tôi biết lỗi rồi. Chỉ cầu mợ tha cho là hà dạ. Tôi đã hối hận thì mợ nên dung thứ mới là phải. Cô ký gồ nâng cái đầu nặng chịu những tư tưởng chán đời dậy mà rằng. Việc đã qua. Cậu nói làm gì cho thêm buồn. Nếu cậu đã biết hối, tôi mong rằng cậu sửa đổi lại cách ăn ở. Thì thầy được vui lòng mà tôi cũng được hỏi ruột. Thôi, hãy xin bàn ngay đến chuyện trước mắt là việc dọn đồ để sáng mai xuôi lại còn dọn gì mà dọn cứ lửng lửng mà đi chứ còn đánh trống đánh mõ lên làm gì cậu có nghị định phải đổi mà ở trên này cậu nợ như rươi cô dâu quanh mãi nhưng xem ra khó lòng bưng kín được miệng bình thế cậu ạ à. bàn nãy có người đến hỏi thăm tôi phải nói dối rằng tin đổi là tin đồn sai người ta trông thấy đồ đạc y nguyên người ta mới tin đấy ừ tính xa từ các nợ nhỏ một vài xu cho đến các nợ to hàng chục hàng trăm cũng không phải là ít đâu. Vậy làm sao giấu cho kín? Từ giờ đến 6 giờ sáng mai là thoát thôi. Anh em ở sở, họ ai cũng có bụng tốt, họ không nói ra, còn ai biết được. Nhưng tôi sợ ra ga mà đi không thoát, thì tôi đã định rằng tang tảng sáng mai, mợ và tôi chịu khó đi bộ xuống ga phố mới, rồi hãy lên tàu thì hơn. Mai nhịn đói mà đi à? Mợ chịu khó dậy từ gà gáy mà thổi cơm vậy chứ gì Thưa cậu Gạo hết từ sáng ngày rồi Chiều hôm nay Cậu có ăn cơm nhà đâu mà cậu biết tôi nhịn đói Chết chửa Thế ra mợ nhịn đói chiều hôm nay đấy à Mợ tha lỗi cho tôi nhé Khốn nạn quá Buổi sáng giận chồng thì dội cơm Buổi chiều hết gạo Mợ làm tôi đau lòng quá Chính tôi hôm nay cũng chưa có hột cơm nào vào bụng Bây giờ mợ có đói không những cây đau đớn nó chất vào bụng tôi làm cho tôi đủ no rồi cậu nghĩ lại xem thế đã phải chưa thôi tôi xin mợ là hết kể lại chuyện cũ thì còn vui vẻ gì nói xong thầy ký gồ lại gần vợ vuốt ve đầu tóc ra dáng dỗ dành yên ủi rồi lại hôn một cái đánh trụt nhưng thảm quá hai cái môi thầy đẫm những nước mắt mợ khóc làm gì có mang không nên nghĩ ngợi cho thêm uất ức mà thành bệnh có chuyện gì vui vẻ thì mợ cứ nói Mai đi tàu Thì đã có vé nhà nước Nhưng còn tiền xe thì lấy ở đâu Mợ không phải lo khoản đó Cậu ơi Mai cậu đổi đi sở mới Thì ít xa tôi cũng phải ăn mặc cho sạch sẽ một tí Đẹp mặt cậu chứ đẹp mặt ai Chứ như con bạch tuộc thế này Thì người ta cười cho thôi óc ra Tôi mang tiếng là vợ ông ký ông phán Mà một đôi dép không có mà giận Cái khăn vải không có mà đội Chiếc áo lành không có mà mặc Thôi thì tôi đi guốc đi đất cũng được Mặc áo vải nâu vá cũng được Nhưng làm thế nào có cái khăn mà đội chứ Giả dạ sử có cái khăn vuông mà che ngoài Thì chẳng đội khăn cũng không ai biết Chẳng lẽ mai quấn tóc trần mà đi à Cái khăn cũ của tôi Xá cậu không xé tan xé nát ra Thì tôi đội tạm cũng được Bây giờ cậu tính sao đây Anh chồng mặt ngay như cán tàn Nghe vợ nói mà cảm động rồi xe xé xé cái vạt áo trắng dài ra. Thôi đây, mợ chịu khó chi tạm cái này, chứ bây giờ làm thế nào? Cảm ơn cậu, tôi chả dám nhận, nhà tôi có ai chết mà bắt tôi để tang. Nói xong òa lên khóc, thầy ký gồ hết lòng khuyên giải. Được, mợ cứ yên tâm, trông nữa tôi mua cho mợ cái khăn mới, mợ đừng khóc nữa mà tôi thêm buồn. Này mợ vì tôi mà khóc, thì mỗi giọt nước mắt của mợ là một nhát búa nó đánh mạnh vào trong tâm tôi tôi xin mợ mợ mà khóc nữa thì tôi đi bây giờ mời ông ra sòng mà nướng nốt chỗ tiền lương đi ông không phải dọa nữa ký gồ cười mà rằng đùa đấy chứ tiền lương nướng hết từ bao giờ rồi bây giờ chẳng còn một đồng trinh nào lúc ấy ký gồ cầm cái vạt áo xé để ở bàn chùi lên má vợ để lau hộ nước mắt cô ta thấy chồng có ý chiều chuộng nên không nỡ làm quá mỉm cười một cách cảm động mà rằng cậu ơi phù quý vinh hoa nào bằng vợ chồng hòa thuận cái hòa thuận không mất tiền mua nhưng khó kiếm đấy cậu ạ à. lọ là mợ phải nói lôi thôi làm gì tôi thề rằng từ nay xin cải tâm cải tính từ nãy đến giờ là vợ chồng hòa thuận rồi còn từ nay về sau tôi hết sức quý mợ mợ hết sức chiều tôi thế là êm đềm vui vẻ chứ gì vâng nếu được thế thì dù ăn rau ăn cháo tôi cũng vui lòng. Mợ nói phải lắm. Bà nãy ở sở, anh em họ cũng khuyên tôi nên ăn ở với mợ cho vui hòa. Đến như bác Học ngốc nghếch đã giận nhau với tôi, cũng khuyên tôi như thế, cho nên tôi càng cảm động. Cậu giận nhau với ai? Với bác Học. Sao cậu hay giận nhau cãi nhau thế? Tôi không bằng lòng đâu. Nhưng thằng Học này nó đều lắm, nên tôi không muốn chơi với nó. Dù đối với ai cũng chẳng nên sinh sự cãi nhau làm gì Tôi lại khuyên lại cậu như thế Mợ biết đâu những lúc ấy mà mợ cũng nói Mợ có biết thằng học không? Nó chó đều lắm Tôi không biết Nhưng có phải nhà bác mới đổi lên đây có phải không? Mợ có biết mặt không? Không Vì bác ấy có lại đây bao giờ đâu Mà có lại đây tôi cũng chả biết Mà tôi cũng chả để cho người ta trông thấy Bà phán bà ký gì mà quần áo như con vú ấy chả bỏ xấu hổ. Gớm, đảng nói chuyện bác học, thì khéo đánh trống làng, rồi vơ ngay đến chuyện quần áo. Vợ nhìn chồng một cách âu yếm mà rằng, thì bác học làm sao? Tôi suýt đánh nhau với nó. Cậu nóng nảy quá, người có máu nóng, không khác gì người có máu điên, vì nói gì, làm gì cũng không nghĩ chín. Tôi chịu cái bài luân lý của mợ, nhưng tôi nóng là vì tính tôi thẳng. Vì chuyện gì mà cậu cãi nhau? nó đê tiện quá cậu nói chuyện không gãy gọn cậu phải giảng là thế nào thì tôi mới biết là nó chó má đê tiện chứ mợ phải yên mà nghe chứ chưa chỉ đã cãi đã bênh tôi làm gì mà phải bênh nó nó chơi với ai cũng hay phản người ấy thế nó đã phản cậu gì chưa chưa thế sao lại cãi nhau nào cậu cứ nói tôi nhất định bênh đấy vì thế cho nên tôi không muốn cho nó đến chơi nhà Tại sao? Tại nó hay quyến rũ vào anh em bạn. Thật à? Thế nó đã quyến rũ vào ai? Tôi nghe thấy thế. Thật là hão huyền, thế mà cũng cãi nhau, cậu trẻ con quá. Nhưng ở trong sở, ai cũng không muốn cho nó đến chơi nhà, vì ai cũng sợ nó như thế. Nếu vậy thì khi bắt quả tang đứa gian phu dâm phụ, đem mà gọt gái bôi phôi, lột ra, nhồi chấu, rồi đóng bè mà trôi sông, Việc gì phải lôi thôi Trông đây này Thầy ký gỗ nói xong Múa bài võ tàu Hoa chân múa tay Lúc thì xỉa Lúc thì đấm Trông thật hùng dũng Múa xong Mệt Ngồi trên bàn vừa thở hổn hển vừa nói Bỏ múa từ lâu Này múa phải lấy gân Mệt quá Mợ chồng tôi múa có đẹp không Đẹp lắm Thật là chưa thấy bao giờ vợ chồng nhà này lại ôn tồn tử tế đùa bỡn với nhau như thế. Thầy cô chuyện trò rất vui vẻ hề hà Thầy vừa gói quần áo vừa pha trò Khiến cho vợ thầy không hay nhếch mép Mà bây giờ cũng phải cười như nắc nẻ Nói như thánh phán Dọn đổ xong Thầy dí cái đầu thơm sực mùi nước hoa vào mũi cô Đến nỗi cô cũng phải phát yêu chồng một cái đánh đét vào lưng Rồi chồng ra cửa Vợ níu lại mà rằng Đi đâu? Sao không xin phép? Mợ cho phép em đi chơi một tí Độ hơn 10 giờ em xin về với mợ mợ không cho phép ở nhà ngủ để mai dậy sớm mà đi. anh chồng lại nũng nịu mà rằng mợ không cho em đi thì em khóc đây này. thế thì em đi cho đúng giờ nhé, mợ đi ngủ trước nhé, rồi em mua quà cho mợ nhé. nói xong hai vợ chồng nhìn nhau mỉm cười, chồng còn quay lại trông vợ, vợ cũng trông theo chồng. cánh cửa đóng ập lại, cô ký gỗ đứng dậy vặn khóa, rồi thở dài một cách sung sướng mà đi vào. Bạn nhỏ đèn và đi ngủ Vui vẻ thay Chương 4 Sự lỗi đạo tam tòng 11 tiếng chuông thi nhau kêu Trong chiếc đồng hồ nhà bên cạnh Mảnh răng non đã sớm tách non đoài Đường phố tèo đã vắng tèo teo Trong nhà thầy gồ Lúc bấy giờ im phăng phắc Đường ngoài sân tối um Trông qua tầng cửa kính Chỉ thấy ngọn đèn hạt đỗ đương bị con thiêu thân tròn vờn ngoài thông phong Bỗng từ ngoài đường vào, một cái bóng người thon thon, cao cao nhấp nhổm đi đến. Tiếng gõ cửa cạch cạch to mấy cái, thì tự nhiên cái màn đương yên lặng, bỗng rung rung, rồi ở cửa màn, có hai cái cổ chân trắng nõn thả xuống, khỏa dưới đất, sỏ vào đôi guốc. Cửa màn mở ra, một người đàn bà ẻo là đứng dậy, tóc xõa sau lưng, chui xa tay vấn tóc, tay vặn nhỏ ngọn đèn. Thế mà hai con mắt nhìn ngọn lửa vẫn gấp gay, mặt nhăn nhó rõ ra người ngái ngủ. Đó là cô ký gồ vậy. Cô ký gồ tay dụi mắt, tay cầm đèn ra mở cửa. Cánh cửa vừa hé ra, luồng gió đưa vào thơm sực những mùi nước hoa. Phụt một cái, ngọn đèn tắt, trong nhà tối om như mực. Rồi ở trong buồng nhà thầy gồ, trừ đàn mũi như vẫn muốn vo vo làm rối cuộc chị An. Thì ta lại nghe thấy thêm tiếng cẳng đụng vào ghế, tiếng ghế xẹt vào bàn, rung rung bộ ấm chén, rồi sau hết, tiếng chân đụng vào giường. Thế rồi lại yên tĩnh như trước. Lúc ấy ở bên ngoài, mấy ông sao lơ thơ gấp ga gấp gay như cũng muốn rục nhau đi ngủ. Mấy giọt bóng lờ mở dưới đất, đú đòn xua đuổi nhau như cũng muốn trốn ánh ngọn đèn, ngọn cỏ lạ lơi trong góc sân, làn gió thì thào trong tầng lá, nên thơ thay cảnh đêm thu. Cách độ 10 phút sau, ngoài cửa lại có tiếng gõ, làm cho cô ký gồ, chắc vẫn còn thức, sực nghĩ đến những người hỏi nợ mà giật mình, cho nên cô không thưa. Tiếng gõ cửa lại mạnh hơn, rồi đến tiếng lay khung cửa ầm ầm. Mở cửa? Cái tiếng gọi gắt gỏng này là tiếng ai? Cô ký gồ giật nảy mình choàng người lên. Vì là tiếng của chồng cô vậy. Ô hay, vậy thì ai vừa gõ cửa vào ngủ lúc 11 giờ? Thế thì cô ký gồ dắt sai vào nhà rồi. Thật chết. Chồng về thì ốm đòn. Thảo nào mà còn nghe mãi không dậy mở Nhà có mỗi một cửa Chuồn anh nhân tình đi đâu Cô luống cuống sở dậy Tiếng gọi cửa càng ra giọng gắt Tiếng đẩy cửa thình thình như muốn phá mà vào Nguy quá Ở trong màn Anh đàn ông cũng lục đục Làm thế nào bây giờ Trốn đâu cho thoát Cô ký gồ ra mở cửa Thầy ký gồ vừa bước chân vào đã hỏi ngay Sao trong nhà tắt cả đèn lửa thế này Xòe Thầy đánh diêm châm đèn thì thấy vợ ngã gục xuống chân bàn và kêu Giỏi đất ôi! Lúc ấy ở trong màn, lù lù cái cây thịt ung dung chui ra, áo quần còn sốc sách. Thầy ký gỗ trông thấy trợn mắt, cầm cái ghế nói À thằng học, thông dâm vợ tao! Thông dâm thế nào? Tao bắt được quả tang, mày còn bướng phải không? Ông hãy cho mày cái ghế này vào đầu, rồi muốn ra sao thì ra. Thầy ký gỗ quăng cái ghế vào ký học, nhưng chẳng may lạng ra ngoài rơi xuống đất gậy tan ra đánh gì vợ anh đấy à mày lý sự với tao à đã có mật thám đứng ngoài kia làm chứng cho tao lạy cậu tôi nhầm cậu ơi ký học nghe thấy người đàn bà nằm dưới đất rên như vậy bèn ngó xuống và nói ô hay Sử gồ làm gì mà nhặng lên thế em nhầm mà moa cũng nhầm mà moa tưởng chưa nói dứt lời thì bị ngay cái tát vào mang tay ngã lăn cảnh ra đất À, thằng gian phu này ra mồm, con dâm phụ này ra mồm. Chúng bay muốn ra mồm, thì ông cho tối hôm nay lên mà ra mồm với ông cẩm. ấy chết, hoa bảo. Chúng bay là đồ vô liêm sỉ. Thằng này mày phản tao, con này mày phụ tao. À, ra đổ chó đều. Nói đoạn, lại sấn vào ký học, giờ thẳng cánh tay tát một cái vào mặt, đổ đồng quang con mắt, và đá vợ một cái vào mạng mỡ ức. À, Bây giờ tao mới nghĩ ra Thảo nào ban nãy nói chuyện nó Mày cứ bênh trầm chập Mày bảo khép án đưa gian phu dâm phụ thế nào Con kia Nói xong lại xông vào Nào ục, nào đá Làm cho ký học và vợ tối hoa cả mắt mũi Ký học lúc ấy mới hiểu là mình ở vào địa vị đáng sợ Run như cẩy sấy Mặt cắt không được hột máu Nói không ra hơi Lòng khom đứng dậy Vừa lệ ký gồ vừa nói Con lợi ông, ông tha cho con con chót dại mày chim vợ tao mày còn dại cái gì tao tha cho mày à mày có tha vợ tao không mày có nhớ chuyện trong xăm dưới hà nội năm nọ không mày có muốn mất mạng không lạy ông xin ông ngồi giận lần sau con xin chưa chưa mấy mươi lần rồi lạy ông lần này con mới chót dại là một tôi không ngờ anh chó đều đến như thế tôi với anh cùng làm một sở sớm tối có nhau mà anh nỡ dở ngay chó đẻ với tôi. Thôi, xin ông bịt chuyện ấy đi, con biết tội rồi. Lúc bấy giờ ký gồ vớ được cái thừng, liền trái giật cánh khuỷu ký học vào chân giường, làm cho ký học lại một phen kêu như cháy đồi. Anh phải biết, rồi tôi kiện anh thì anh mất việc và phải tu. Vâng, lạy ông. Ông thương thì con được nhờ. Anh làm gì mà tôi thương được anh? Lạy ông, con xin biểu ông 20 đồng hiện còn có ở trong túi này. Anh mang hai chục của anh về mà nuôi cha mẹ anh, nuôi vợ con anh. Tôi không thèm. Tôi không phải là hạng cho vợ đi đánh đĩ để lấy tiền. Anh đừng lão. Lạy ông không phải thế. Ông tha cho con. Không thể tha anh được. Lạy ông, ông muốn gì con xin có. Miễn là ông quên việc này đi cho con được nhờ. Anh tưởng tôi có thể xử đê tiện, ăn tiền của anh để mặc cho vợ ngủ với dai có phải không? Lạy ông, như ông làm phúc cho con mà thôi. Phúc nhà tôi mỏng, cho nên mới thế này. Anh lên cẩm với tôi. Đi. Thôi lại ông hãy khoan. Con xin biếu ông cả hai chục, để bên túi này là bốn vậy. Tôi đã bảo tôi không phải là kẻ ham tiền ham bạc mà. Tôi chưa đến nỗi phải bán vợ con để cầu công danh phú quý. Thôi, ông muốn bao nhiêu con xin viết văn tự vậy. Văn tự với văn khế gì? Bao giờ tôi còn dở lại cái đất lào cai này mà đòi tiền anh nữa? bẩm không Con xin viết văn tự Rồi con xin phép ông cho con về nhà lấy ngay tiền lập tức Thế từ hôm nọ đến hôm nay anh được bạc bao nhiêu Anh phải viết đủ ngần ấy Bẩm ông con chỉ còn đưa có hơn 300 thôi Anh nói dối Anh phải viết cho đủ 500 Xin ông 300 chứ Tôi không nói chuyện tiền nong với anh nữa Tôi cho anh một trận cho anh chừa mà thôi Ôi con lợi ông Con chừa rồi Ông đánh thì con chết mất Vâng vâng, con xin có đủ. Nếu thế thì anh phải viết 600. Lạy ông, xin ông đừng bắt thêm nữa. Tôi đã không thích tiền kia mà, tôi chỉ muốn bỏ tù anh thôi. Thôi, không văn tự văn khế gì nữa, đi lên cẩm. Ký học khóc lóc, xin mãi, ký gồ mới nghe cho viết 500. Anh phải biết, nếu tôi không nghĩ cái tình đồng sự, thì tôi quyết trẻ xác anh ra rồi. Nhưng mà tôi rời đất lào cai, tôi còn muốn để lại tiếng tốt thì thôi tôi cũng xin phúc cho anh vâng lợi ông rồi quả ông được phúc anh phải hiểu rằng tôi không phải là đứa hám tiền dạ không phải bán vợ con để cầu phú quý bẩm có thế mà tôi không phải là để vợ tôi đi làm đĩ với anh để kiếm lợi bẩm không phải ký học phải một trận thất đàm như nghe súng trái phá nghe những nhờ diễn thuyết hùng hồn ấy mà sợ hãi tay viết run bẩn bật không ra chữ. Vừa viết vừa nhìn xem ký gồ có đánh mình nữa hay không. Hổ thấy ký gồ thỏ tay gãi, cũng giật mình nép ra tránh. Viết xong lùi thủi bước về. Độ một lát trở lại, thì trên bàn nhà ký gồ đã sủng xoảng đủ các thứ bạc đông pháp. Đếm ra vừa đủ 500. Ký gồ đếm xong, nhìn ký học rồi mỉm cười ra ý bằng lòng. Ký học vẫn sợ lắm. Chạp hai tay vái chào người ân nhân, cúi dạp đến đất. Ký gồ giơ tay ra bắt Ký học xe xẻ thò cả hai bàn tay để nâng tay ông Khúm núm mỗi cái rung lại gật đầu một lượt Rất là cung kính À, từ nãy đến giờ tác giả quên hẳn cô ký gồ Chẳng hay cô ấy ngoại tình thật hay là nhầm Nhầm gì mà anh cũng nhầm Chị cũng nhầm Cứ nhầm thế mà được trôi chảy Thì ai chẳng muốn nhầm mãi Và cứ thế mà bảo rằng nhầm Thì cái nhầm mới bé làm sao Thôi xin ai có tính trông gà hóa cuốc chớ có nhầm thế nữa mà có ngày thì tù. À mà nói làm quái gì cái nhầm phải gió ấy mãi. Cô ký gồ bị chồng cho một cái móng giò vào mạng mỡ, thì tức lên không thở được, rồi bị đánh túi bụi, thì bất tỉnh nhân sự, chỉ thấy sát mà không thấy đau nữa, đành nằm chịu đòn. Mà giá cứ được mê man như thế mãi thì hay. Nhưng nào có được thế mãi, rồi cô tỉnh lại, cô hồi tưởng lại cái vết xấu xa, cô mở mắt ra, Trông thấy chồng mà tủi nhục, Lúc ký học về lấy tiền, cô liền ngồi dậy, thụp xuống đất lễ sống chồng hai lễ, nhưng cũng bị chồng xì vả một trận nên thân. Khi ký học đưa tiền xong rồi cút thẳng, thì cô đứng dậy, thấy người đau như dần, cố bỏ được đến ghế. Cô liền ngồi gục mặt xuống bàn, ỏa lên nước nở khóc, khiến cho ông chồng đương trận lôi đình mà bỗng lành hẳn lại. Than ôi, cái nước mắt đàn bà, mạnh mẽ thay, lắm thứ nước mắt rửa sạch được bụng dạ, lắm thứ nước mắt làm trôi được cửa nhà, Lắm thứ nước mắt Làm tan được thành quách Chỉ anh đàn ông chúng mình là đoảng thôi Giá có đi ngoài đường Tự nhiên vô cố mà bù lu bù loa lên Thì chả khỏi được họ không tống ngay vào nhà thương điên đấy Thầy ký gỗ nhìn vợ một cách thương xót Rồi vừa vuốt ve lưng vợ vừa cười Vừa nói rằng Mợ ơi Mợ nhầm thực đấy Chính tôi làm cho mợ nhầm đấy Cái kết quả sự nhầm mấy đây này Mợ ngẩng mặt dậy mà xem Vừa nói Ký gồ vừa trỏ đống bạc lù lù trên bàn Rồi móc túi lấy ra một nút giấy bạc khác Chỗ kia 500 Chỗ này 400 rưỡi Tôi vừa thu được ở ngoài sòng đấy Thế mới là cái đùa của người lớn Mợ nhìn đây Rồi tôi kể lại cho mà nghe Nhưng mợ phải tĩnh tâm mới được Ngày hôm nay là ngày lĩnh lương Mà tôi đã quá dại dột Buổi trưa ra sòng đánh thua Chỉ còn có hai đồng bạc Đến tối tôi đi đánh gỡ Ai ngờ cũng lại thua hết Mợ phải hiểu cho bụng tôi là tốt Tôi đánh bạc là cốt sự được Để vợ chồng ăn sung mặc sướng Chứ nào có mong gì thua Để về mà sinh sự cãi cọ nhau với mợ đâu Nhưng bụng thì trung thành Mà dùng cái cách kiếm tiền không chính đáng Cho nên trời chẳng chứng Ông ấy phạt mãi Tức là bị thua thấy Đến nỗi bán cả nhà cả cửa Mà nay mợ phải ăn mặc khổ sở như thế này Thực tôi trông thấy mà đứt từng khúc ruột Cái sự đó Tôi đã biết hối bà đã xin mợ tha lỗi cho từ buổi tối rồi. lúc ấy trong túi tôi không còn một xu nhỏ nào. tôi không định sống làm gì nữa. tôi định đi tự tử. nhưng tôi lại nghĩ đến mợ là người bạn trăm năm của tôi. tôi mà chết thì tôi được thoát nợ, nhưng chỉ được sung sướng lên một mình. mà mợ thì suốt đời chăn gối lẻ loi, âu sầu buồn bã. rồi thì mợ sống bằng gì? tôi còn, mợ không vất vả. tôi chết, mợ tất phải long đong bởi vậy tôi quyết sống để cho mợ được sung sướng người ta sướng khổ có số trời đã định biết đâu mình cũng có số giàu mà chưa đến đó thôi tôi đi chơi thơ thần ở phố thì gặp bác học học là một đứa hau gái nhưng sát nó liền nhờ tôi tìm gái cho nó để ăn hỏa hồng nó cho trước tôi một đồng bạc mợ tính trong túi không còn đồng xu nhỏ mà nay nó cho mình tiền để giúp nó một việc còn con thì dại gì mà từ chối tôi liền nhận lời lúc ấy vừa có một người con gái đi qua mặt tôi có nói khoác là nhân tình tôi đấy thế là thằng ngốc mê đặc nàng nặc đòi cho được con bé ấy cho nó tôi nghĩ mãi không biết làm thế nào xưa nay tôi với mợ bao giờ cũng một lòng yêu thương không hề chia ân sẻ ái cùng ai chắc mợ đã biết vậy thì làm gì có nhân tình mà nhường cho nó mà lỡ dịp này tức là lỡ một dịp làm giàu chính là cơ hội sung sướng đến nơi nếu tôi không khéo thì bỏ hoài phí xịp Nhân mợ không biết mặt nó Nó không biết mặt mợ Tôi bèn nghĩ ngay ra một kế Âu là sự sung sướng hai vợ chồng cùng được hưởng Thì hai vợ chồng ta cùng phải dúng tay vào việc Tôi lập mưu Nhưng mợ phải thực hành cái mưu của tôi mới được Nhưng tôi không muốn nói với mợ trước Vì chắc mợ không nghe nào Nhân khổ người nó giống tôi Tôi với nó liền bôi nước hoa cho giống hơi nhau Thế rồi lừa lúc mợ ngủ Tôi bảo nó cứ việc mạnh bạo mà vào nhà, thổi phụt tắt đèn đi và đừng nói một tiếng nào cả. Công việc tôi định ở trong óc, không khác gì các bánh xe trong bộ máy đã vào khớp với nhau cả. Nguyên thằng này mới được bạc ban tối, thì tội gì không nhân dịp này mà bắt nó phải nhả cái số được của nó ra cho mình. Cho nên tôi mới vào bắt nó, vậy mà ông rời vẫn còn thương kẻ hiền lành. Tôi vào sòng đánh được bạc, thành ra trong độ nửa giờ đồng hồ mà mợ cùng tôi làm nổi ngót nghìn bạc. Cô ký gồ ngồi gục xuống bàn nghe, trước còn như người chịu tội. Sau thấy chồng nói đến cái kế quỷ quyệt, thì chỉ đứng phát dậy mà kêu được một tiếng giời ơi. Rồi lặng người đi, lại ngồi phịch xuống. Thầy ký gồ lại nói luôn. Mợ đừng lấy thế làm nghĩ ngợi, đừng tưởng thế là một việc xấu. Mợ phải biết ở đời này, bao nhiêu bà nọ bà kia, đi ngủ với dai mà giấu chồng, còn chân chân cái mặt ra, nữa là mợ vì tự tôi định dùng mợ làm việc như thế mà tôi dùng mợ để kiếm tiền tôi chả còn hối hận gì nữa là mợ thì việc gì phải nghĩ lắm vả lại hãy hỏi không giỏi thì trong ít thì giờ ngắn ngủi ấy ai có thể kinh tế được một món tiền to như thế không đáng lẽ mợ nên phục tôi và nên ghen tôi mới là phải thôi thì việc này cũng là một việc thường như ăn cơm uống nước mà thôi cô ký gồ nghe những lời chồng nói như thế không thể nào nhịn nổi được vùng dậy nghiến răng lại nhưng muốn nói cũng không nói được một tiếng nào hai mắt sàn rủa những nước ướt đầm bóng cả hai má một lúc lâu mới nói được một câu giỏi ơi cậu nghĩ lại những lời thằng học nó van lậy mà cậu bảo nó những gì giả dạ, cậu bêu giúp tôi đến thế là cùng thôi tôi xin mợ giỏi sinh ra cái mồm chỉ để nói chứ để làm gì nói mà được tiền được bạc chẳng hơn nói mà phải tù phải tội à Thế thì bụng dạ cậu bất nhân chó má quá. Bụng chó má, nghĩ nảy được ra su thì thôi cũng được. Cậu vô liêm sỉ quá. Có tiền thì đố đứa nào bảo là vô liêm sỉ, là chó má đấy. Chúng nó lại không nhầu nhầu lên mà nịnh mà hót à. Khổ nạn thân tôi quá. Tôi không ngờ đâu cậu lại có cái tư tưởng đê mạt ấy. Mà bảo ai đê mạt? Một cái tát thì học máu mồm. Câm ngay, thấy người ta nhịn lại lên câu mãi. Nói xong, Đức làng quân hầm hầm, thu cả tiền vào túi. Gài ghim cho chặt rồi lên giường đi ngủ, vui vẻ như nhà soạn kịch được công chúng hoan nghênh. Vui vẻ như cô bé vừa cho kẻ ăn xin đồng kẽm vậy. Còn bà vợ thì chống tay vào má. Ngồi thử người xa, thở dài suốt đêm đến tận tang tảng sáng. chương 5 Vài nét bút để tả qua nơi đó. Nơi đó là một chỗ đô hội trốn thôn quê, cách tỉnh lỵ chừng ngót 30 số này nhà ngói san sát, phố xá đường ngang đường dọc đá lát phẳng lì, hiệu buôn ta, hiệu buôn khách tranh nhau châu đầu chung quanh cái chợ to, mà liều quán le te, dài như lũ rắn cong queo, phơi mình dưới ánh nắng. Ngày phiên chợ thì đông nghìn nghịt, không biết mấy muôn người, kẻ bán người mua, ồn ào từ gà gáy đến chiều sầm. Ở các hiệu, tiếng bạc đếm rủng rỉnh, xe tải hàng rầm rầm, chỉ độ vài giờ một chiếc ô tô chở khách xanh hay đỏ, tốc bụi lù lù, đằng xa đã rốn rảy tiến đến. Inh ỏi bóp còi, ở trên nóc ngất nghèo lắc lư một đống người. Hai bên thành, lại phấp phơi áo quần năm bảy vị, bám chặt như lũ nhái bén ôm thân cây. Xe ô tô chở sẵn đấy, lúc nào cũng có hai ba chiếc. Thỉnh thoảng lại yên ủi khách bằng những hồi xình xịch vạn máy độ hai ba phút rồi lại thôi. Đàn bà qua chỗ đó, không biết có phải định tìm xe để lên hay không, nhưng đã bị bốn năm người túm tụm lại, hoa cả mắt. Rồi trong khi ngơ ngác kêu gọi, không biết gánh hàng và cái nón ai lột và cất đi đâu, thì đã bị rúi vào trong cái hầm tối. Mở mắt ra chỉ thấy những lưng là lưng. Tối đến, thì khách chợ đã vãn, thì đèn mang sông các hiệu bật ra. Tiếng lách cách bản tính tính tiền, thật là êm tai đẹp mắt. Ở bờ sông, một phố chạy dài chừng ngót hai cây số, một vài hàng cơm chen lẫn vào các sở các tòa tối đến, lập loè ngọn đèn quang treo trên xà nhà, như vẫn còn cố mở mắt thức để đón khách ở tàu thủy lên vậy. Tiếng tu tu còi rúc, bến tàu đã đông đủ những hàng quà chờ sẵn. Khi tàu áp mạn là tranh nhau nhảy xô xuống cho nhau. Rồi tiếng ảo ào, ào làn sóng vỗ bờ, tiếng xình xịch quần máy chạy chậm, tiếng người gọi nhau, tiếng giao quả bánh, tiếng chào mời của anh nhỏ hàng cơm, tiếng hỏi thẻ của thầy quyền trong chạy. Ổn ào, ỏm tỏi cho đến tận lúc con tàu nhổ neo. Ban ngày thì phố ấy trông lại đẹp hơn, san sát nhà ngói đỏ lè, tưởng vôi trắng xóa, xen nhau với hàng cây lá biếc với vùng trời xanh xì. Dình quan đại lý nguy nga một tòa nhà hai tầng cao ngất, ngoài cổng các chú lính bồng súng, quanh dậu sát một dạng hoa leo, trông vui vẻ mà nghiêm trang. Làm vào giữa ngã ba phố, bốn mặt đều có cổng, dình quan đại chiếm một khu rộng nhất mà vị trí cũng tốt nhất vậy. Cạnh đó, nhà thương chính, phục vụ ở giữa đám cây cối um tùm, giản nho trước mặt, vườn cảnh hai bên, tuy không uy vệ nhưng có vẻ vui hòa. Cách nhà thương chính một cái sân quần xi măng trắng xóa, nằm sóng xoài trên bãi cỏ xanh gì, có cây đu vòng lộn thì là nhà dây thép, cả ngày rầm rập những người vào ra, tiếng máy lạch cạch, hồi chuông len keng, không mấy khi dứt. Đi quá chừng hai ba trăm thước tây qua một cái ngõi con có cầu sắt bắc ngang, thì tuy có gió thổi mạnh đưa đi, nhưng ta còn ngửi thấy cái mùi đặc biệt của các vị thuốc. Đó là nhà thương cao giáo mà sạch sẽ. Trong giờ làm việc, không mấy lúc ngơi người bồng con, người đưa mẹ, kẻ sắt vợ, kẻ cáng cha đến để xin thuốc. Bên nhà thương lại một tòa nhà nữa làm ngay ở khu đó, nhưng cửa trước quay vào phía phố trong là nhà hộ sinh. Chẳng khác gì bức tranh truyền thần Cái xã hội ẻo lả của người giống yếu Cô thì ỉ ạch cái bụng phưỡn ra đằng trước Bà thì xanh lướt Chùm hụp cái khăn vuông Động nói với nhau là đến ngay chuyện ốm yếu Trong nhà tiếng trẻ oe oe khóc Như giọng kèn lính tắc hơi Rồi đến một khu đất vuông Trông thẳng ngay ra phố buôn bán chung quanh có hàng rào găng bao bọc nhãn nhụi Như cái đầu mới cạo Giữa là một cái sân rộng vàng lì Có hai hàng xấu như hàng tán bày ra để bướng bỉnh về bóng mặt trời. Hai bên là hai dãy nhà có tường quét vôi vàng, điểm mấy vùng gạch vẽ đỏ. Đó là trường học, năm lớp con trai, một lớp con gái, lồ nhồ lũ đầu trong lớp, im phăng phắc, rõ ra dáng có thứ tự nghiêm trang. Một ngày bốn lượt, cảnh sân trường huyên náo, vò vò như đàn ông vỡ tổ, gieo hò chạy nhảy, đàn trẻ em như sợ phí cái tuổi xuân vui. Bên cạnh trường học là một miếng đất vuông có rào rậu rộng ước một mẫu trước là cái ấu trĩ viên nhưng nay thành ra cái vườn chuối trong vườn còn trơ trơ hai cái cột đu mục nát khẳng khiu giữa một cái nhà con mai ngói đã sụt nhiều chỗ có một cái bia ngả nằm ăn vạ bắt đền cái lòng sốt sáng chóng nguội của người đời bây giờ bọn giai gái thường đến tối hay rủ nhau vào chỗ sẵn sàng kín đáo ấy để trên bọc trong dâu cho tiện rồi đến một dãy nhà người buôn bán mùa gặt hái xong thì tấp nập những bác phu gạo lực lưỡng cỏng lưng cõng cái bỉ to cách để xếp đống như thành bên cây cân tây dưới mái hiên mà đường cái thì không mấy lúc không có bụi và cám bay lên lờ mờ như bức ảnh rửa non thuốc ngoặt vào trong thì có huyện bờ thành lụy tre thật là kín đáo cái nhà nửa tây nửa ta chễm trện ngồi xếp bằng tròn ở giữa cây sân sài sòi mà gian giữa chìa xa quanh năm như há miệng muốn ngoạp lấy cây thiên tuế cạnh bức bình phong. Cái mảnh mảnh xanh vẽ rồng vẽ phượng treo ngoài, làm cho tôn nghiêm thêm cái vẻ cao xa của vị quan phụ mẫu. Cậu lính, đổi nét mặt luôn, làng vào ngoài sân, khi thì trợn mắt mà dọa nạt, khi thì vui vẻ mà xôn xoe. Thỉnh thoảng tiếng chuông vặn, tiếng xạ gian, thì ta lại thấy một anh nhà quê lù dù, khúm núm giật lùi ra, nét mặt vẫn còn sám ngắt. Hạt này có những hơn 80 làng, mà làng nào cũng làm ăn phồn thịnh, chỉ trừ có một tổng ở vào cuối huyện, bị dãy núi hạt bên cạnh nó bò nhoài sang, cho nên cày cấy không được mấy hột. Nhưng cây rừng đá núi, ông tạo hóa lại đền cho một mối lợi tự nhiên, ruộng đá tốt lại lắm sông ngòi, cho nên quanh năm không thấy một miếng đất nào ngoài đồng để yên trong mười hôm đẳng đẵng mà dân cư không mấy khi không sẵn đồng tiền cót thóc ở trong nhà. Nhưng có lẽ vì dân đây không thường phải lo miếng ăn, cho nên không được khôn lắm mà đã lắm tiền thì hay nghĩ đến cái xa xỉ hão huyền này chuyện ăn trên ngồi chốc trốn đỉnh chung chuyện mua ngôi bán thứ trong dần xã không mấy khi không có mà làng hai tổng khuyết trước dịch thôi thì cố bán cơ bán nghiệp để tranh nhau cho kỳ được mới nghe công khai hóa của nhà nước đã bày rõ ra ở dọc bờ sông như khoe cái văn minh với khách qua đường vậy mà ở hạt này cái văn minh như vẫn còn hiếm cho sự bình yên mà làm ăn cầy cấy thì đã có quan đại, quan huyện, cho sức khỏe về tinh thần về vật chất thì đã có trường học nhà thương, buồn bán giao dịch với nơi khác thì nọ bến tàu rộng rãi. Này đường xá phẳng phiu, còn lôi thôi gì nữa, vậy mà dân đây không biết hưởng để an cư lạc nghiệp, lại hay vời vẽ chuyện với nhau, nào tranh giành nhau, nào đánh chửi nhau, rồi đem đầu đi kiện cáo, rồi lánh mặt để báo thù. Cho nên đáng lẽ dân phải giàu lắm mà đồng tiền vào lỗ hà ra lỗ hồng. Một hạt to làm vậy mà ít người đỗ đạt, hoặc có danh vọng với quốc dân. Đã 30 năm nay, có một ông đỗ tú tài, nhưng cũng không làm gì cả. Ông tú lại nhà nghèo và lắm con, nên làm ăn vất vả, mà con cái cũng không học cho đến nối được nghiệp nhà. Còn về gần đây, cũng có một ông tránh tổng, nhà không được giàu lắm, lo ra làm nghị viên, nhưng mới được có hai tháng đã phải ngồi tù nợ bọn trẻ tân học Thì mới có những hạng đỗ sơ học Pháp Việt Nhưng phần nhiều là con cháu các người thiên hạ đến ngụ cư Có một người học được đến lớp trung học trường bảo hộ Nhưng lại phải đuổi về hạnh kiểm xấu Nên bây giờ cũng nằm nhà Mà ông bố bắt theo học chữ nho ruộm răng đen và để búi tóc Một nơi chủ mật mà dân chất phác như thế Không trách nào thiên hạ ai đến đó làm ăn cũng phát tài Có người giàu đến vài mươi vạn nhất là những người làm việc có dính tí nhà nước. Lương một tháng độ 5-7 đồng mà ăn ở cũng được phong lưu. Cho nên người ta cứ đồn là chỗ ấy tốt, phàm làm việc gì, không cứ là công hay là tư, ai đã đến đấy cũng mong ở mãi. Người chưa được đến đấy thì mong được đến, bởi ai đến đấy làm ăn cũng nắm trong tay cái giàu có. Nơi đó là chỗ thầy ký gồ mới đổi về làm việc vậy. Chương 6 Đỉnh trung sau nữ ăn ngồi cho yên, gió lạnh hát thiêu, bóng tà bảng làng, cánh hoa tàn như rục cái thu qua. Thầy ký gồ về sở mới được vài hôm thì thuê ngay được nhà ở. Cái nhà ấy rộng rãi mà đẹp, làm vào giữa một khu đất lặng lẽ mà thanh u. Giàn dựa tiếp khách, vội vẽ gạch dọc đỏ, như có ý dối mắt người, tưởng bức tưởng cao lên thêm vài tấc, thì lại bẩy ngay bốn chiếc ghế gụ lùn vuông, lè phè ngồi xổm chung quanh cái bàn cũng vuông chăn chắn. Mấy cái khung ảnh bám nét vào tường, Lúc nào cũng như rũ mặt xuống mà cười cái bộ sa lông lố bịch Nhưng hình như sợ ngã Mà cố thỏ dây lên víu chặt đến tận gần trần Muốn cho thầy ký gỗ khỏi ái náy Vì sợ tác giả quên không khoe cho hết cái sang trọng nhà thầy Thì tác giả vội phát thêm ngay vài nét bút Để tả cái buồng cạnh Ngay chỗ cửa vào Một cái tủ áo chạm Đứng sừng sững Lễ phép mà nghiêm chỉnh như cậu lính đứng trước vị quan trên Giữa sàn ấy Một cái giường đồng sáng nhoáng có cái màn tuyên trắng nuột. Lúc nào cũng rũ xuống để theo lệ. Trần vẩn phấp phới như vẽ nên làn gió lọt ở khe cửa vào. Cái giường ấy như cũng muốn làm đòm, không bao giờ quên soi vào trong cái gương to, treo đối diện ở trên tường vậy. Được sùng túc, cho nên thầy cũng sắm sửa cho cô khuây khỏa lòng. Nào khăn nhung, nào áo gấm, nào giày mang cá, nào san mỡ gà. Nhưng nào cô có muốn lịch sự như thế mà chi? vì càng trông thấy cảnh thấy người càng đau vậy than ôi nhớ khi còn ở lào cai quần tơi áo tà vợ chồng những trông nhau mà chán tiền không có đong gạo thì ăn cháo hoặc nhịn cơm nhưng không đến nỗi xót xa mà nay này giường này ghế này tủ này gương đồ đạc trong nhà như luôn luôn nhắc cho cô nhớ lại cái đêm hôm ấy đêm gì vậy những khi mây sớm sương khuya sang ngàn gió nội những lúc gương soi lược sắt khăn vận châm cài mà chạnh tưởng nông nỗi thì nghĩ đòi cơn lại sụt sùi đòi cơn than ôi thả chịu cháo rau rách dưới nhưng thân được trong sạch còn hơn nằm trên đống bạc mà thân phải tanh hôi phú quý vì đâu gạo trắng nước trong nhưng nuốt vào cổ nghẹn giường êm chiếu nhẵn nhưng nằm xuống lưng đau nghĩ buồn cho các bạn nữ lưu nghề nghiệp không có lương chồng ăn bám thì ngọn roi đầu vọt cũng không dám thấy đau mà những đức ông chồng quen mùi áp chế sao không biết thương đến người bạn trăm năm đào thơ liễu yếu nợ đang tay vùi dập cánh hoa cho đành nhưng lại ngán cho phong tục của xã hội lấy chồng mong được nhờ chồng cho nên không ai nghĩ đến chức nghiệp làm trọng mà mang thân nương bóng suốt đời như sống gởi thác nhờ cái làn sóng nữ quyền ở âu mỹ tràn sang vậy dám mong các bà các ông tỉnh ngộ thầy ký gồ ngày đi làm hai buổi tối lại tụ họp anh em để tổ tôm tài bàn thực là cảnh êm đềm khoái lạc thế nhưng những cảnh êm đềm khoái lạc ông hoa công chỉ giữ cho ta đỡ chán đời rồi lại cất đi ngay bởi vậy khi ta gặp bước không may thì ta cho là cái không may này có lẽ nó thế cho cái không may khác sắp đến cái cách tự an ủi ấy cũng có thể làm cho ta đỡ oán trời vậy dăm hôm sau khi ở lào cai về thì vợ chồng thấy ký gồ có chuyện cãi nhau có gì đâu chỉ có chuyện châu chấu với cào cào mà vợ chồng thành ra to tiếng cái con bẹt đầu nhảy ra thì chồng bảo là con cào cào mà vợ rằng con châu chấu cái con nhọn đầu nhảy yếu chồng có cánh đỏ thì chồng bảo là con châu chấu mà vợ thì rằng con cào cào vợ chồng đã hay bất bình nhau thì chuyện còn con cũng thành ra to tiếng được rồi đang chuyện nọ dọ sang chuyện kia bà vợ lại giết móc chồng cái việc vô liêm gì ở lào cai cho nên bị ngay một trận đòn xúc miệng trận đòn ấy lại gọi trận đòn khác cho nên luôn nửa tháng trời lúc thì việc nọ lúc thì việc kia cái má và cái lưng cô ký gồ không mấy ngày được ngơi khách thế rồi một buổi chiều cô ký gồ kêu thấy trong người khác khó ở lắm thầy thì cho là cô làm nũng lại toàn lại đánh cho trận nữa cho bõ hơn nhưng vì cô kêu ẩm lên nên phải thôi hôm sau cô kêu gây gấy sốt thầy sở tay vào chán quả thấy nóng cho nên mới bảo là giao nước uống ký ninh khắc khỏi nhưng rồi cô thấy nhức đầu chóng mặt mà mỏi các đầu xương thầy đoán là đi đường nhọc mệt và thời tiết đổi thay nên người yếu dễ mắc bệnh mà bệnh qua loa có ngại gì và thầy nghiệm rằng các đàn bà đã bị chồng đánh thì hay dỗi cơm bà làm mình làm mầy ốm là ốm giả cách giá ông chồng có xin lỗi thì tự khắc khỏi ngay Chư xá lại lục ở dưới đống chăn xa Thì thế nào cũng bắt được một cuộn lá bánh giỏ to tướng Hôm sau nữa Cô thấy nước tiểu hơi đo đỏ và nóng nóng Cô cho là đàn bà có mang hay nhiệt Nên cô cũng không để ý đến Nhưng rồi cô sốt mê sốt mần Nhức đầu như búa bổ Đến nỗi hai bên thái dương đánh rất mạnh Thớ thì thỉnh thoảng giật như co lại Thầy biết không phải bệnh nhẹ Bèn vội vàng mời các ông lang Để xem mạch và kê đơn nhưng uống thuốc mà bệnh vẫn tăng, rồi đâm ra đủ các chứng. Thức thì nóng ruột, ngủ thì giật mình, trong người ngứa ngay khó chịu, cả ngày nước mắt nước mũi chảy ra như người khóc. Uống hết thuốc xô xét lại đến thuốc ngã nước, nhưng chỉ phí tiền toi. Mấy ông lang gia công mà bẻ bai nhau, xong rút cục lại, ông nào cũng mập mờ, không đoán chúng được bệnh. Ông thì bảo chặt cây thì nên tỉa cành trước, rồi chặt cái gốc sau dễ hơn. Ông thì bảo nên chặt băng cây gốc đi Thì tự khắc cảnh phải khô héo Mỗi người một lý Mỗi người một ý Chữ trong đơn các thầy nắn nót cho thực tốt Mà thuốc uống chẳng ăn thua gì Thầy ký gỗ nghe vợ kể các chứng Thì đoán ngay ra bệnh Vì thầy đã lịch duyệt về cái môn ấy nhiều phen Thầy nói trẻ vỏ ngay Là cô phải bệnh giang mai Thôi Thế là cái thằng khỉ học nó làm hại rồi Thế có chết không Dạ hôm ấy thầy quên phát ngay mất rằng Chính ký học còn đương tiêm la rụt cổ lại Thôi Thế là nó đổ cho vợ mình rồi Khốn nạn thân cô ký gồ Vừa tránh vạ nọ lại mắc vạ kia Thấy chồng nói mình mắc phải cái bệnh khỉ gió ấy Thì cô chỉ đêm ngày khóc lóc mà thôi Một hôm Cô bảo thầy rằng Tôi xin phép cậu cho tôi về nhà quê để uống thuốc Chứ ở đây xem chừng không ai biết chữa đâu Mợ không phải đi đâu cả Tôi sẽ mua thuốc ở Hà Nội về cho mợ uống Bao nhiêu hiệu ở Hà Nội bán thuốc lậu thuốc giang mai quảng cáo trong nhật trình Hay như rồi Việc gì phải chữa ở đâu cho phiền Những thuốc ấy tôi chắc là láo cả Họ quảng cáo thì nói như giỏi như đất Mà rút cục lại Chắc có lẽ chả công hiệu gì Vì cấm sao được họ nói khoác Tôi không thể nào ở đây được nữa Vì những câu chuyện kín kia vỡ lở ra Thì tôi không còn mặt mũi nào trông thấy người khác nữa Ở nhà quê xa xôi Và lại có nhiều thầy hay thì mới mong khỏi bệnh được bật đặc sĩ thầy phải bằng lòng vì thầy nghĩ rằng nếu cho vợ về nhà quê thì hẳn thế nào rồi ông cụ cũng biết chắc không tài nào tránh khỏi được một trận chửi mắng nhưng cứ để vợ ở đây thì được thầy lúc ốm nó nói dài quá không tài nào mà chịu nhịn cho nổi được cô về đến nhà quê lại bị tiểu sản nữa rồi ốm liệt giường liệt chiếu thấy cô ốm thì ai cũng ái ngại cho cô cả nhà cả họ đến thăm non rất là chu đáo nhưng ai hỏi cô cô cũng nói là cô ngã nước buồn nhất là ông cụ bố chồng bỏ cả công việc làm ăn mà mời thầy mua thuốc trồng nom cơm cháo cho cô ông cụ quý con dâu bao nhiêu thì nay thấy cô ốm yếu lại thương cô bấy nhiêu rồi bắt dọn cho cô một cái buồng ở nhà trong cho cô được yên tĩnh mà nghỉ ngơi than ôi cô có được nghỉ ngơi bao giờ đâu còn gì đau đớn cho bằng có nỗi khổ mà không tiện than thở cùng ai được. Cho nên óc cô bao giờ cũng nghĩ, nghĩ đến anh chồng vô lương tâm, vô liêm sỉ, nghĩ chán lại khóc, khóc để mong hả được nỗi đau đớn trong tâm can. Những khi đêm khuya canh vắng, những lúc sao lặn răng mờ, mà cô thiêu thiêu giấc điệp, cô chợt nghe thấy tiếng kẹt cửa, là cô đâm hoàng, giật nảy mình ngồi nhổm lên kêu ầm. Bắt lấy nó, không phải cậu nó đâu. Nhưng lúc tỉnh, Cô mở choảng mắt ra, nhìn trước nhìn sau, tìm quanh tìm quần, tuy biết đích là nhầm, nhưng trong bụng vẫn bồi hồi, tựa hổ như cái người vừa kẹt cửa là người chồng sai đến lừa mình vậy. Rồi cô thò hồn hền, lại xẻ xẻ từ từ đặt mình xuống chiếu, hai mắt trừng trừng, như muốn nhìn suốt qua nóc nhà, để thấu đến tận trời, cho biết mình là một đứa khốn nạn. Khốn nạn cô ký gỗ ơi, cô còn nghĩ thường đến thân cô chăng? Này, cô thử cầm cái gương mà soi hai con mắt cô trúng mà quẩn đen hai gò má cô cao mà xám ngoẹt người cô bây giờ chỉ còn có cái da bọc xương thôi đấy chồng cô không khác gì con ma đói đâu vậy mà cơm cháo cô chẳng ăn thuốc thang cô không uống cả ngày cô chỉ nằm như sán sát bộ xương cô xuống chiếu mà vật mình vật mẩy thì có ích chi ấy cả nhà thường dỗ dành cô khuyên giải cô như thế nhưng cô có nghe ai vì ai biết được bệnh tình cô ai thấu được tâm lý cô. Cô bảo cô ngã nước thì ông lang bắt mạch xong cũng cứ rằng cô ngã nước, rồi mà cả nhà cũng yên trí rằng cô ngã nước. Ấy thêm mà thuốc ngã nước cô chả chịu uống thì ai biết chiều cô đến thế nào. Một hôm, cô gọi cả người nhà vào trong buồng, nói chuyện rằng có lẽ cô khỏi bệnh từ nay, mai cô sẽ bắt đầu ăn cơm và ra vào như thường được. Cô rất vui vẻ nên cả nhà mừng rỡ, trò chuyện hồi lâu thì vừa tối cô có ý mệt. Thiều thiều nhắm mắt ngủ dần, ai nấy đều xẻ xẻ và đóng cửa lại cho cô ngủ được yên giấc. Thế nhưng khi cả nhà ra cả, cô xẻ xẻ bỏ dậy, cố ngồi lên, lấy bút chì và mảnh giấy, viết cho chồng bức thư sau này. Thưa cậu, thôi, từ nay âm dương đôi ngả, cậu không còn gặp tôi ở trên trần gian này nữa. Vì tôi không còn mặt mũi nào mà hưởng trung phu quý cùng cậu được. Cậu nên biết cho rằng, từ ngày cậu bán rẻ cái thân tôi Lấy một đồng bạc của thằng học Thì tôi lấy làm nhục nhã quá Ngờ đâu vì đồng bạc ấy Mà cậu sang trọng như ngày nay Ngờ đâu vì đồng bạc ấy Mà cậu phải quá vợ như ngày nay Ngờ đâu vì đồng bạc ấy Mà cậu giết vợ cậu Và con cậu một cách đau đớn như thế này Cậu đã coi thân tôi chỉ to bằng đồng bạc Thì dù tôi có ở trọn đời Cùng cậu nữa Cũng chỉ là sống dơ sống bẩn mà thôi Chứ sung sướng nỗi gì tôi không sớm liệu cái thân tôi trước thì tất cái sầu não cái bệnh tật sau này nó cũng làm cho tôi phải chết hao chết mòn mất tôi xin thừa thực với cậu rằng chính tôi định lìa trần ngay từ tối hôm ở lào cai kia rồi nhưng nghĩ không muốn để vạ đến cậu nên tôi còn cố sống đến bây giờ khốn nạn thân tôi ngay ở cái nhà sang trọng mà bây giờ cậu đương ở tôi cũng đã tự tử hai lần nhưng có lẽ cái chết nó cũng ghét tôi mà chưa nhận hay sao mà lần nào tôi quyên sinh cũng lỡ Đến nay thực may cho tôi được chết Ở nơi quê cha đất tổ Vì nếu chết bên cạnh cậu Thì chắc không còn ai xấu số thiệt phận hơn tôi Lúc sống cậu đã chẳng thiết tôi Thì chắc lúc chết Tôi còn dám mong đáp điếm nỗi gì Mà sau này cái đúm xương tàn của tôi Cũng chẳng còn ai đoái tưởng đến nữa Tôi không thể nào viết thêm được nữa Thôi Tôi chỉ dám khuyên cậu nên sửa mình Bằng không thì cái cảnh bêu rách ở Lào Cai nó vẫn chờ cậu ở ngoài ngõ đấy. Này vĩnh biệt. Ký tên. Viết xong thư, có lẽ cảm động quá, cổ nức nở khóc. Nhưng thảm quá, dễ thường người cô khô khan quá, để nỗi không còn lấy một giọt nước mắt chảy ra. Cô dán phong bì cẩn thận, rồi gọi người nhà đi bỏ hộ vào thùng thơ. Thế là cái đồng bà của thầy học ở Lào Cai, nó đã thay được đời cô ký gồ cho đời thầy ký gồ vậy. Đến nửa đêm hôm ấy, trong khi cả nhà yên trí rằng cô ngủ đứa ngon giấc, thì cô ngồi dậy. cố lần ra cửa buồng, gài kỹ then lại, rồi cô mở vali, lấy một hộp thuốc viện với chai dâm thanh không biết cô sắm từ bao giờ. Cô hỏa hai thức với nhau vào bát, và trước khi uống, cô lấy dây lưng và khăn tự trói chân trói tay thật chặt vào mình. Cô nốc một hơi không còn một giọt cặn. Uống xong, nằm thẳng cẳng trên giường. Nhưng được một lúc, cô lăn lộn vật vã Tuy người yếu Nhưng không hiểu cái sức khỏe lạ thường ở đâu nó lại Có lẽ là cái sức cuối cùng Cần phải chống nhau với cái chết Cô làm bật cả dây trói ra Rồi đập chân tay Xé quần áo Rứt đứt cả tóc Cào sát cả mặt Một chốc Cô ngã bịch xuống đất Bọt mép đùn ra rùi rùi Thở hồng hồng Thế rồi nằm im Thiềm thiếp dần Hai mắt trận ngược lên Hàm răng cắn chặt lấy lưỡi Cô cứng người như khúc gỗ chương 7 Một hóa ba Quan huyện ở hạt thấy ký gỗ làm việc Năm đó đã già, Ngài là một bậc quan cổ Chữ nho thỉ thông Nhưng chữ pháp không biết Cho nên ngài cũng tự biết là hạng lép vế trong quan trường Ở vào thời buổi mới này Không được hợp cho lắm Bởi vậy ngài cũng đành chán nản sự bay nhảy Cho là len lỏi ganh đua được với họ bây giờ Cũng khó lòng hòa vốn Vì mình chẳng có tài Ngài chỉ ước mong được nhàn hạ Được uống rượu làm thơ Tiêu giao phong cảnh cho qua ngày đoạn tháng Để chờ giấy về hưu Nhiều người quá cay nghiệt Nói chuyện về ngài Thì hạ ngay lời bình phẩm vơ đũa cả nắm Tạc lưỡi mà rằng cha bây giờ bẫm rồi mới thế Nhưng mà oan Ngài quả là một tay chính trị thực thà Chứ không phải là hạng mọt Khoác áo nhà chính trị Thế nhưng dù ngài chán nản sự bay nhảy mà ngài cũng muốn tránh nơi vấp váp trên đường công xanh. Cho nên, như phần nhiều các ông quan cổ, công việc làm ngài có ý chậm chạp, đắn đo cẩn thận. Nhưng chậm chạp, đắn đo cẩn thận quá, thì người ta lại cho là sát. Nhất là lại thấy ngài có ý vị nề các ông phán ông ký, các sở các tòa ngồi cạnh bàn giới quan Tây. Vì lẽ đó, các ông phán ông ký biết đích ngài có chỗ yếu ấy, thì hay dở cái thế lực không biết thật hay dối để loài ngài thầy ký gồ làm ở đây được gặp quan huyện này thực là một dịp may cho thầy về sự gây dựng cơ nghiệp lớn một hôm thầy vào chơi trong quan huyện nhân chuyện việc quan thầy làm mặt thân thiết nói chuyện với quan huyện rằng tôi nói riêng với quan lớn hình như độ này quan đại có ý không bằng lòng quan lớn quan huyện nghĩ mãi chẳng hiểu việc chi nhưng cũng để tâm nghĩ ngợi rồi thầy gồ nói tiếp cho nên kỳ thăng thưởng này ngài có ý ngần ngừ Ngài có tư cho tôi không? Hôm qua tôi cô nói mãi Nhưng vẫn thấy ngài im không trả lời Ngài chỉ bảo qua quan huyện làm không chạy việc Tôi cũng nói là tuy quan lớn không biết tiếng Tây Nhưng dân tình phục lắm quan huyện mừng rỡ tỏ ý cảm ơn Ký gỗ lại nói quan đại tình lắm Ai làm việc thế nào Ngài biết hết cả Ngài tôi mới về Chưa lựa được tính Nên nhiều fan ngài bảo ban cho Nay đã thuộc tính thì công việc tôi làm thấy trôi chảy lắm. Mà ngài cũng có ý này và nghe. Ấy, nhiều fan tôi phải nói đỡ hộ quan lớn, không thì ngài không bằng lòng đâu. Quan đại chỉ phàn nàn rằng không hiểu quan lớn làm ăn thế nào mà thấy dân sự ở đây họ trễ nải công việc lắm. Tôi vẫn biết dân sự trễ nải công việc, nào phải đâu quan lớn xui họ. Nhưng quan đại cứ nghi thế thì biết nói sao. Ngài bảo, rồi ngài sẽ đến chơi quan lớn và hỏi về việc đó. Quan huyện nghĩ mãi câu trả lời nhưng không xong, bèn nhờ ký gỗ nghĩ hộ. Quan huyện lại nhờ ký gỗ cả sự che chở hộ mình đối với quan đại. Và thầy ký gỗ là người tạo, lại hứa sẽ nhờ cả sự giàn xếp công việc đối với dân. Vì như thế thì không sợ chi quan đại. Ký gỗ sẽ luôn luôn đứng trước mình làm cái mộc để đỡ. Trả ơn người làm ơn là cái đặc điểm của phần nhiều nhà nho. Từ đó, quan huyện để cho thầy gồ một mối lợi. Từ nay, phàm dân trong hạt Ai muốn đến công đường kêu ca việc gì Thì ngài miễn cho sự mang sách bu gà Thúng gạo, mâm rượu Buồng cao, Cứ trình diện bằng người không cũng được Nhưng miễn là trước khi vào hầu quan Phải đến nói với thầy gỗ trước đã Cho nên có một cái lệ Là anh dân nào cũng phải để đơn lên một cái đĩa Thì thể nào quan cũng chấp đơn Việc khó đến mấy cũng dễ xong như bỡn Nhiều người thấy tự nhiên Quan phụ mẫu lại đổi tính ngược đòi làm vậy Thì không hiểu cũng mượn ở hàng cơm một cái đĩa để đựng đơn, nhưng đều bị quan của, sai lính đuổi ra. Có khi ngài giận đỏ mặt, hất cả đĩa lẫn đơn ra ngoài cửa sổ, bởi vì quan bắt phải để đơn lên trên đĩa bạch đinh. Nhiều anh hơi thuộc tính quan, tưởng ngài có bệnh chi phải dùng đĩa bạch đinh, thì cũng tự kiếm được chiếc đĩa bạch đinh để đơn. Nhưng khi vào hầu, thì thấy đầu tiên ngài có ý vui vẻ, nói năng ôn tồn, nhưng chỉ được độ 5 phút. Khi ngài lên ngọn kính nhìn kỹ cái đĩa, tức thì ngài quát táo lôi đình kêu là ba que sỏ lá rồi ngài thét lính tống cổ viết đến đây sợ độc giả các ngài lấy làm ngờ tác giả xin ngoặc chua nghĩa luôn dăm câu cho đạn này khỏi tối là cái đĩa bạch đinh mà dân phải để đơn vào hầu quan phải là cái đĩa sứt một tí ở thành cái đĩa đó dù tiền nghìn bạc vạn cũng không thể mua được vì cả thế giới tuy cũng có hàng vạn nhà có đĩa bạch đinh nhưng không có một nhà nào có một cái đĩa có một chỗ sứt ở chỗ đáng sứt. Một chỗ đáng sứt giống như cái đĩa nhà thầy ký gồ. Cái đĩa của thầy ký gồ chỉ để cho thuê, tùy theo công việc lớn bé. Độ 1, 2, 3 đồng một chốc mà thôi vậy. Quan đại hạt này mới ở bên Pháp sang, bởi ngài chưa biết xứ Đông Pháp bao giờ, chưa hiểu tình hình phong tục và nhân cách dân Đông Pháp ra sao. Nên ngài đối với dân còn tử tế lắm. Mà nhất là đối với quan huyện và các người chức sự, thì bao giờ ngài cũng có ý ôn tồn nhã nhặn hơn. Xong ngài chỉ phàn nàn một nỗi là người An Nam làm việc chậm. Hình như không ai thiết gì đến việc công cả, mà người nào cũng có tính cầu thả quá. Từ khi quan huyện thấy nói quan đại phàn nàn rằng dân An Nam trễ nải công việc, mà ngài lại cho là lỗi tại mình, thì lấy làm lo nghĩ về câu trả lời sao cho trôi chảy. Một hôm, quan huyện đến hỏi kế ký gồ, thì ký gồ xin thầu hết thì ký gồ xui ngay được một câu trả lời rất là có lý nếu quan đại nghe ra thì ký gồ xin thầu hết các việc và xin chịu hoàn toàn trách nhiệm quan huyện cho cái kế ký gồ là thông bèn sang chơi ngay bên quan đại trong khi nói chuyện quan đại lại hỏi người an nam thực thiếu xã hội giáo dục tôi vẫn thường phàn nàn rằng không hiểu tại sao mà dân đây không thiết gì đến công việc cả họ chậm trễ quá chừng có khi sức hẹn họ đúng ngày đúng giờ phải tới tòa trực khâu Mà họ lên chậm đến hai ba hôm Vậy mà họ không có chút gì là ân hận sợ hãi cái lỗi của họ cả Quan đại trước Nghe nói tính ngài nóng nảy lắm Thì không hiểu làm sao ngài cũng chịu được Bẩm quan lớn Thế là ngài lầm xét Vì ngài mới ở bên quý quốc sang nước chúng tôi Cho nên ngài chưa hiểu thấu dân tình Cái tính người An Nam tôi vẫn như thế Nhưng có thể làm cho họ vui lòng làm việc cũng không khó gì Quan lớn thử vào các làng trong ngày có đám xá mà xem Có phải ai cũng tất lực Mỗi người một việc Mà rất nhanh nhẩu không Vì sao Thử lắng tai mà nghe Quan lớn sẽ thấy tiếng ảnh ép của con lợn Hoặc tiếng hồng hộc của con bò sắp bị mổ thịt Ấy Bởi vì họ có miếng ăn vậy Quan đại trước Vì ngài ở lâu bên An Nam này Cho nên ngài hiểu thấu dân tình Bởi vậy khi ngài mới đến trọng nhậm Tại hạt này Ngài có làm một bữa tiệc thết dân cho nên dân vì cảm cái công đức ấy Mà quan có việc gì cần đến họ Thì họ đến ngay lập tức Nếu ngay từ ngày quan lớn mới đến Quan lớn cũng đã theo gương quan đại trước Thì có lẽ quan lớn không phải phàn nàn một tí nào Thế là quan huyện bảo tôi nên làm một bữa tiệc mời dân Vì dân An Nam không được ăn Thì họ hay chảnh mảng công việc có phải không? Bẩm chính thế đó Nếu vậy thì tôi cũng theo gương quan đại trước Mà làm bữa tiệc mời dân nhưng tôi phiền vì nhà tôi chật trội Và bồi bếp làm không quen cỗ theo lối bản xứ Bẩm quan trước thì mượn công đường chúng tôi để cho họ ăn Và bắt lính trong huyện hầu hạ Thế thì tốt lắm Thôi hay là việc đó Tôi nhờ ngay quan huyện có được không Nếu quan lớn có lòng tin cậy Tôi không dám quản công Vậy thì bữa tiệc ấy Tôn kém độ bao nhiêu tiền Bẩm trả mấy Chỉ độ 300 thì cũng tiềm tiệm đủ được Vâng, rồi quan lớn chọn một ngày nào dỗi việc, bảo lính làm hộ tôi. Để hôm ấy đông đủ cả, tôi sẽ hiểu dụ mấy lời cho dân nghe. Chuyện trò hồi lâu, quan huyện cáo tử ra về, cầm 300 bạc mà nửa mừng nửa lo. Khi đi qua nhà thầy ký gồ, thì vào chơi để định nói chuyện ấy. Nhưng vừa vào, thì đã thấy ký gồ cười ha hà mà rằng Không trách người ta mất bao nhiêu cũng cố lo cho được về đây. Lãi rồi, lãi rồi. Cái gì mà hí hửng thế? Tránh tổng, tránh tổng, từ, bầu, tiên. Tránh tổng sở tại ấy à? Phải, quan lớn đã biết rồi à? Hơi biết, vì tôi đã nghe thừa phái nói ban chiều. Thế nào, ông nói cho tôi nghe. Phải, nó vừa vào tôi để nhờ nói hộ với quan lớn cho nó từ. Ông bảo sao? Tôi tưởng nó già yếu lắm, cũng nên cho nó từ. Tử dễ lắm đấy, không khoét thằng ấy thì khoét thằng nào Quan lớn cứ để mặc tôi thầu cái việc đó Làm quan mà nhân thì ăn gì Hệ quan lớn gặp mặt nó Thì quan lớn phải gắt cho giữ vào Thì nó mới mặn từ Tôi bảo nó rằng Khi ông còn làm việc Thì cái công danh của ông là ở trong tay ông quan Này ông xin từ Thì ông bỏ cái công danh ông vào hòm Ông còn cần gì đến ai nữa Vậy trước khi ông được yên tĩnh Mà nghỉ ngơi cái tuổi già Trước khi ông không cần đến ông quan nữa thì ông phải thế nào mới nghe được chứ Chứ quan nào dại mà nhịn đói Để cho ông từ Ông bắt nó bao nhiêu Cứ là trước thế nào sau cũng thế Lo ra mất bao nhiêu Thì lo từ cũng không được kém một xu nhỏ Thế nó có bằng lòng không Chả bằng lòng rồi cũng phải bằng lòng Quan lớn cứ để yên tôi xếp cho Nhưng sao quan lớn Nghĩ cho tôi thế nào chứ Thôi cứ sẻ cưa Nó lại còn muốn dắt thằng em họ Nó ra thay em nó là Lý Phàng, quan lớn có biết không? Có, tôi cũng nghe thấy nói vậy. Ông đã nhận lời chưa? Nhận lời rồi, cũng sẽ cưa chứ. Được, miễn là êm thấm là nhất. Nhưng tôi sợ có đứa ra tranh thì mình thêm khó ra. Quan lớn đạo đức quá, mong cho chúng nó tranh nhau, trả vẻ thay lại còn sợ. Có tranh nhau mới bỏ, nếu chỉ có mình nó, thì cái chức tránh tổng hạ giá, mình còn hy vọng gì to? Tôi định rồi nếu không có đứa tranh Thì mình cũng nên xui ngầm cho đứa tranh nhau mới là phải Nhưng nghe đầu đã có đứa tấp tảnh ra tranh rồi đấy Mà nếu có tranh nhau Thì có lẽ kịch liệt cái đấy Ai tranh? Phó tổng đương thứ Tránh tổng nó bảo thằng phó tổng này muốn chừng đắc thế hơn Vì nó hiền lành Hàng tổng nề Lại có thầy ở trên tỉnh thế lực lắm Thế thì Lý Phàng còn hy vọng gì mà nhận lời Nó đã muốn lo trên tỉnh Nó đã muốn không cần đến mình thì mình làm cho nó biết tay. Nó cậy hàng tổng yêu nó, nhưng yêu ghét mà làm gì? Tiền mạnh là mạnh người yêu. Tránh tổng bảo lý phàng bao nhiêu cũng dám lo. Thế thì thiếu gì người yêu? Và lại yêu gì? Chỉ yêu tiền thôi. Thời buổi này mà cứ giỏ cái hiền lành lắm người yêu, mà tưởng tốt thì hỏng, gặp đừng nó à? Nếu vậy thì ông cứ thầu lấy. Mấy việc này ta không kiếm nổi vài phẩy thì là hèn đấy. À, Tôi đã nói chuyện với quan đại lý rồi đấy. Ngài bảo sao? Như lời ông đoán. Cầm tiền chưa? Rồi, đây, đổ 300 đây. Ông làm cho khéo, kẻo mang tiếng lầy đến tôi nhé. Rồi quan huyện ở chơi đó. Chuyện trò chi kỷ mãi đến khuya mới về, mà ký gỗ trong bụng mừng thầm. Tự nhiên sao lại được ông quan chơi được một cách vô lý thế? Cách đó hai hôm, thầy tránh tổng sở tại nhăn nhó đến chơi thầy ký gỗ phàn nàn rằng bị quan của và cố nằn nì nhờ thầy nói giúp cho xin việc tử dịch rồi một tháng sau trong nhà quan có kỵ cụ cố ông các bác cai các cậu lẹ lắc đầu lẻ lưỡi thì thào với nhau rằng chưa thấy quan nào hiếu nghĩa như quan ta vì kỵ cụ cố quan làm to lắm ngài mời khắp mặt hàng huyện cũng có người nói mọi năm quan xin phép về làm kỵ ở nhà vì quan là con thứ nhưng năm nay quan bận việc bầu tránh tổng nên không được phép về các cậu lính phải chạy nháo lên về mua bò mua lợn mua củi và mượn mâm nổi bát đĩa các cô thửa cô đội phải vào làm giúp từ mấy ngày trước hôm tiên thường đến hôm chính kỵ từ buổi sớm ca kỳ hào lý dịch rủ nhau vào lễ đông rầm rập anh nào sắp được chén mặt cũng tỉnh như con sáo bởi vì tuy phải chạy ba cánh đồng mới được một bát cháo nhưng tiền lễ kỵ đã bổ vào con em phải gánh Trừ phí tổn còn được lãi vài hào Mà cái bát cháo ấy lại không phải là cháo Lại là bữa tiệc nhà quan Từ cổng tròi vào đến cửa công đường Ăn mày ngồi la liệt Thỉnh thoảng Tùy cái roi cậu lệ viết cho cũng khi sát lưng Nhưng cũng cứ lan xả vào để kiếm miếng Công đường rộng là thế Mà họ ngồi chật bốn dãy phản dài Còn trong nhà tư và nhà trẻ cùng nhà khách Cũng đồng nghịt những khách trực khao mồm Độ 10 giờ ký gồ dục quân huyện sai lính dọn cả bàn thờ và cất đi lại bắt bốn cậu lính cầm quạt lông phẩy mạnh cho hết cái mùi hương vì theo lời ký gồ nói thì quan đại sắp sang chơi mà ngài sợ mùi khói hương bà đầm sợ nhìn ngọn nến cho nên phải dọn dẹp cẩn thận đoạn rồi mới sai bưng rượu các mầm vừa đặt lên phản thì ở cổng tròi nghe có ba tiếng trống báo khách đang mải khen cổ to và lịch sự đổ nấu bảy khéo thì ba tiếng trống báo làm nháo cả lên người nào người nấy nháo nhác nhìn nhau mà im phăng phắc quan đại quan đại nghe nói quan đại anh nào cũng sợ xanh mắt lại toàn chạy ồ vào sân sau thì quan huyện đã ra đến nơi mà nói ngay ấy không các thầy cứ ngồi yên có việc gì mà sợ tôi mời quan đại sang sơi nước chứ có việc gì đâu đoạn rồi quan huyện chạy ra sân đón khách quan đại đi với bà đầm nét mặt tươi tỉnh, bắt tay quan huyện rồi bước vào công đường. Các chức dịch đứng cả dậy vái chào, thì ngài bỏ mũ ra chào già và vẫy tay cho phép ngồi cả xuống. Khi mọi người đều yên lặng, thì quan đại đứng ở giữa công đường nói tiếng Pháp. Lúc thì trò vào bọn lý dịch, lúc thì trò vào quan huyện, lúc thì trò vào mình, rồi ký gồ thông ngôn lại rằng Quan đại thấy bên quan huyện có kỵ, nên lấy thân tình chạy sang chơi, vì ngài thân với quan huyện lắm. Ngài thấy các thầy đến đây đông đủ như thế này, thì ngài lấy làm bằng lòng lắm, bằng lòng vì đã thấy dân An Nam biết trọng quan trên. Vậy quan đại khuyên các thầy nên chăm chỉ làm việc cho nhanh nhẩu, thì ai đủ lệ, ngài sẽ tư xin cho phẩm hàm. Quan đại mới ở bên Pháp sang, ngài chưa quen sơi cơm An Nam, cho nên ngài chỉ ngồi chơi đây một lúc rồi về. Các thầy nên nhân dịp này, có việc gì muốn bẩm với quan đại thì bẩm. Có một thầy tránh tổng già nhất, đứng dậy gãi tai nói: bẩm quan nhớn vì quan nhớn có hỏi cho nên chúng con mới dám nói từ khi nhà nước sang bảo hộ cho nước an nam chúng con nước chúng con được nhiều sự tiến bộ lắm nào là đường xá cầu cống dẹp giặc xã mở nhà trường trị các bệnh hay lây chống với sức nước lạnh thực là chúng con lấy làm cảm ơn nhà nước lắm nhưng mà duy có việc đắp đê nhà nước sức mùa đất vậy mà các người thầu khoán ỷ thế bắt nạt dân suốt một dọc đê các chủ ruộng đều chưa được tiền nong gì cả Vậy con xin trình quan nhớn Đèn rời soi xét cho dân chúng con được nhờ Ký gỗ thông ngôn ra tiếng Pháp Quan huyện và dân thấy nhanh lau láu Mà quan đại vừa cười vừa gật đầu ra dáng bằng lòng Dân và quan huyện nghe tiếng Tây như vịt nghe sấm Lúy suy lúy suy những cái gì Chỉ rõ có hai tiếng mét xì sau rốt Ai nấy đều có ý ngóng xem đại sứ xử việc này ra sao nhưng rồi không thấy thầy ký thông ngôn lại sao cả Một lúc Quan đại dơ cốc rượu lên Nhìn hai bên mà nói những gì Thì quan huyện cũng dơ cốc lên Đụng vào cốc quan đại và bà đầm Rồi ký gồ nói với chức dịch Quan đại cho phép các thầy uống rượu Rất lời Bao nhiêu tiếng xả nối đuôi nhau Rồi đũa bát đụng vào mâm lạch cạch Tiếng vô phép y ộp như ếch kêu Quan đại, bà đầm Cùng quan huyện và thầy ký gồ Chuyện trò rất vui vẻ Nhân dân thì thảo với nhau Ai nấy đều khen thầy ký gồ Không những tiếng Tây đã sỏi Mà nói tiếng đầm cũng thạo Cho nên đối với quan Tây thân thiện như anh em Độ 20 phút Thì quan đại Messi Bắt tay quan huyện Và chào chức dịch rồi ra về Quan huyện tiễn quan đại ra rồi Thì ngài chạy vào Bắt lính dọn cơm ra công đường Để cùng ăn cho vui Và cố bắt thầy ký gồ Cụ tú ở tổng sở tại Và hai thầy tránh tổng giả nhất cùng ngồi ăn với mình trong bữa cơm, quan dân trò chuyện rất vui vẻ. Vì quan cho phép thế, ngài bảo thế mới tự do, thế mới bình đẳng, thế mới thân ái vậy. Lúc tiệc tan, dân cáo tử xin ra về, nhưng thầy ký gồ xin phép quan cố, bảo dân ở lại để đánh canh sóc đĩa. Vì chỗ anh em, không mấy khi được họp mặt vui vẻ đông đủ như thế này. Lúc quan ngần ngại, thì thầy ký gồ đã bảo thầy đội dọn chỗ ở dưới trại lệ để lập bàn, rồi mời cả xuống đó. Nhiều người không mang tiền đi, hoặc sợ vợ thấy đi lâu không về mà kỳ kèo, bèn cố trốn được ra đến cổng. Nhưng cổng đã khóa chặt, mà có thể lọt qua sao được những cái liếc mắt nhanh như cắt của các cậu lệ. Cho nên đều bị giữ lại mà lôi kéo cả xuống chạy. Đoạn rồi thầy gồ lại nói với quan huyện, bảo cụ tú và tất cả những người ở tổng sở tại ngồi lại để hỏi chuyện. Ký gồ nói, Này cụ tú, Bàn nãy quan đại có hỏi về việc bầu tránh tổng tổng cụ đấy. Ngài bảo quan sứ gắt sao chậm thế đấy. Bẩm họ còn găng nhau ạ. À? Ngài đã ấn định ngài bầu rồi, mà cụ là bậc nhất trong hàng tổng. Sao không thu xếp cho yên, lại để họ tranh nhau kịch liệt quá thế? Bẩm nguyên xưa chỉ có tên Lý Phàng ra ứng cử, nhưng vì tổng tôi không ai ưa tên ấy, nên có nói với thầy phó tổng nên ra mà thay. Thế thời cử ý cụ thì ai là người xứng đáng? Bẩm không những ý riêng chúng tôi mà cả hàng tổng cũng vậy, ai cũng muốn cho thầy phó tổng ra chuyến này. Muốn cho thầy ấy thì có bầu cho thầy ấy không? Bẩm có. Thầy phó tổng đâu rồi? Mọi người nháo nhác tìm nhưng lạ quá, thầy phó tổng không có mặt ở đấy, quản huyện nói. Vì những cớ gì hàng tổng muốn cho thầy phó tổng được làm tránh tổng? Bởi vì thầy ấy hiền lành, chăm chỉ công việc. Ký gỗ bĩu môi nói cái hiền lành thì tôi không biết Nhưng xem ra thầy ấy chậm trễ công việc lắm Vì thầy ấy nghiện Và lại hiền lành có làm được việc đâu Bầu người ra mà làm việc Lại đi chọn người làm không chạy việc gì Thì có lạ không Hãy hỏi như khi nước to Như khi có cháy, có cướp chẳng hạn Thì lẻ phe như thầy ấy Liệu có được việc gì cho hàng tổng không Chọn người thì nên chọn người Nhanh nhẩu sắc xảo được việc Tổng cụ vì không biết cách chọn người cho nên đã làm chậm việc quan Vậy ra cụ mà cũng lầm như thế hay sao Tôi không ngờ đấy Nói xong cười ha hả Cụ Tú không biết trả lời ra làm sao cho trôi Chỉ gãi tay nói Bẩm không ạ à. Ờ có thế chứ Mình là hạng khoa mục Cũng nên lấy dịp này mà tỏ cho mọi người biết Mình cũng biết chọn người thay mặt mới được Thế thì cụ hẳn là bằng lòng cho Lý Phàng ra chuyến này Dạ Thầy ký gồ chỉ dình cụ tú nói ra tiếng xạ là tiếp luôn câu của mình Cho nên thầy nói ngay với quan huyện Thôi, thế là cụ tú biết điều lắm rồi Vậy tôi đứng giữa, tôi cứ thẳng tôi nói Này nhân tiện đông đủ cả hàng tổng đây Quan lớn hỏi ý kiến thế là phải lắm Vậy quan đã bảo thế Nhưng còn ai không bằng lòng lý phàng thì đứng sang bên kia Câu nói vừa dứt Thầy anh nọ đẩy anh kia Anh kia kéo áo anh nọ Toàn rủ nhau đứng sang nhưng anh nào cũng muốn đi nước hậu nhưng mà mặt quan huyện ngài đã tỏ ý bênh lý phàng thì thôi bọn dân đen bố bảo cũng không dám bước sang bên kia mà đứng ký gồ gật đầu khen vậy ra các thầy đã hiểu cả lời quan mà nghe ngài đáng khen lắm ừ còn gì cho bằng lẽ phải à nghe đầu lệ hạt ta có cái món tiền giấm bút mỗi vị ra 10 đồng thế nào ấy thì đông đủ cả quan lớn đưa ngay một thề tôi tưởng tiện lắm vì tiệc này cũng có thể coi như bữa tiệc giấm bút của thầy Lý Phàng. Rồi quan gọi lính, lấy bút mực và quyển sổ, đưa cho cụ Tú trước tiên. Nào, mời cụ ký vào đây. Cụ Tú cắn ngỏi bút, chấm mực, xoáy đi xoáy lại mãi vào nghiên, rồi cắm mặt xuống chiếu, viết ba chữ mà run, viết xong quan khen. Nét bút cụ còn tươi lắm, cụ còn thọ. Ha ha, nào ông này, cho tôi xem chữ nào quan lại dí cây bút vào tay người thứ hai rồi người thứ ba thứ tư thấy cái cách ngọt ngào chết người ai cũng biết rồi không khéo mắc lửa thì chết nhưng nào ai dám cưỡng hình như dạ dày mình vừa mới nhồi mới nhét những bong bóng cá mực của ai nhỉ lúc trở ra ai nấy nét mặt ra dáng buồn buồn nhưng anh nào cũng cố nói khoác một câu cho đỡ giận tôi đã tính không ký rồi ở dưới trại trong khi bọn dân ngơ ngác hỏi nhau quan đưa tiền giấm bút cho ai thế? Thì ở trên công đường, quan huyện cũng ngơ ngác khỏi thầy ký gồ. Chết chúa, thế ra tiệc dỗ cụ tôi, ông cũng nhận cả với quan đại là tiệc ngài thế sân đấy à?